Ừ đúng không? Sáng cho chị. Chị Không có biết lấy sáng không? không không Đây biết đây được rồi. cái này. Để tí cho mọi người vào xem này. Sau đó sẽ bảo mọi người. Đúng không? Anh xem có sáng hay thừa tối? Chị để lấy máy rồi. Anh Khô ấy mới nè. ra cửa. Chị ấy mới ra cửa. Đâu có nhìn cửa đâu. Đứng vào tí. Chưa ai vào xem. Mọi người ơi, mọi người vào xem. Mọi người vào xem giúp em xem ạ. Hôm nay có tối, hôm nay đổi view này. Hôm nay đổi view mà nghe nó không hợp tác gì cả. Rất là tối luôn. Xem có tối không chị? Xem trên điện thoại nét không? Trên điện thoại nét không? Trên máy tính có nét không? Nét là được rồi, chỉ cần mọi người xem nét là được rồi. Em chào chị Thúy Lê nhá, em chào chị Thúy Lê ạ. Chào cả nhà mình nhá. Cả nhà ơi, cả nhà xem có bị tối không ạ? Các chị ơi, các chị xem có bị tối không ạ các chị ơi? Xin chào, em chào chị Phan Nguyễn ạ. Em chào chị Phan Nguyễn nhá. Mọi người ơi, mọi người xem có bị tối không ạ mọi người? Mọi người xem có bị tối không ạ? Không biết mọi người xem có bị tối không nhỉ? Chị xem có bị tối không? Hình như hôm nay nó hơi tối. Xin chào, em chào chị Liên Nguyễn nhá. Mọi người xem có bị tối không ạ? Mọi người xem có bị tối không ạ? Mọi người ơi, mọi người có thấy có bị tối không ạ? Hôm nay em thay đổi view nhá, đổi view mới. Mọi người coi cho em xem là tối không ạ? Em xem nào. Xin chào chị Liên Nguyễn nha. Các chị ơi, các chị coi cái này tối không ạ? Hôm nay em mới thay đổi view ạ. Cái phông nền hơi tối một chút nên là tối hơi tối một chút các chị nhá. Rồi ngày mai em sẽ chỉnh lại. Không tối lắm nhìn áo vẫn đẹp, áo đẹp thì chỗ tối vẫn đẹp. Hơi tối bạn nhé, đúng rồi. Em cũng hơi tối mọi người ạ, em thấy cũng hơi tối. Cũng hơi tối một chút. Xin chào Xuân Lê ạ. Các chị ơi, mặc dù hơi tối một chút nhưng mà áo vẫn đẹp cho các chị nhá. Áo đẹp thì chỗ nào cũng đẹp ạ, áo đẹp thì chỗ tối cũng đẹp các chị nhá. Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh, em xinh em đứng chỗ xấu em xinh, à tối em cũng vẫn xinh. Các chị ơi, các chị chia sẻ nhé. Chẳng biết làm chia sao lại giúp em nữa. Chia sẻ giúp em các chị nhá. Chỉ cần chia sẻ là được giảm ngay 20k đến 50k trên một sản phẩm các chị nhá. Quá là đẹp luôn này. Quá, giá cực kỳ là rẻ luôn các chị nhá. Chất vải quá là ok luôn. Em không biết chỉnh sao cho nó hết tối để cho các chị nhìn rõ nữa. Buồn quá. Đấy, ai cũng mặc hơi tối chứ rồi. Buồn quá nhỉ. Hơi tối một chút nhưng mà vẫn đẹp các chị nhá. Hàng đẹp thì like chỗ tối thì vẫn đẹp. Quan trọng là cái chất vải đẹp. Cái đang mặc bao nhiêu chị bé khờ ấy, cái đang mặc là 69k. Dành cho khách chia sẻ like ơi. Mọi người xem rõ chưa ạ? Mọi người xem rõ rồi thì cho em xin phép được vào má 01 luôn các chị nhá. Xin phép được vào má 01 luôn các chị này. Hiện tại là em đang mặc má 01 các chị nhá. Hiện tại là em mặc má 01 là 69k. Má 01 lúc nào cũng bán chị nhân cho các chị gái là 69k các chị nhá. Lúc nào cũng bán chị đấy. Sáng hơn không? Lúc nào cũng bán chia cho các chị là 69k các chị nhá. Do phong phía sau một đúng rồi chị Trần Hằng ạ. Chắc là do phong rồi chị ạ. Chắc là do phong rồi ạ. Do phong phía sau rồi, đúng rồi. Chắc là do cái màu rèm nó tối nên là nó bị tối luôn cả cái phòng luôn. Rồi ngày mai sẽ thay đổi lại, chỉnh lại để cho sáng hơn một chút ạ. Chắc là có lẽ em phải đứng gần để cho các chị xem áo. Đứng xa nó hơi bị tối một chút. Các chị ơi, hàng áo đẹp thì đứng cho tối vẫn đẹp các chị nhá. Rất là đẹp luôn, chất vải rất là ok luôn, cực kỳ mềm và mịn luôn ạ. Buồn quá, hôm nay bị tối rất là buồn. Em chào chị Huệ nhá, chào chị Huệ. Không biết là các chị đã có ai được nhận hàng như em chưa? Chị bé ơi, không ơi, chưa giới thiệu mẫu 01 đã em lấy 01 rồi à? Chưa giới thiệu 01 đã em lấy 01. Còn rất là ít các tình yêu nhá. Nên ai thế nào mà lấy 01 thì nhanh tay comment đây là 01 kèm theo số điện thoại em nha. Hàng còn rất là ít thôi ạ. Cực kỳ ít ạ. Bé khờ đây là số điện thoại, nhanh tay quá. Rất là nhanh tay luôn. Đúng rồi. Cái mã 01 các chị mà không nhanh tay là cũng sẽ không còn hàng đâu ạ. 01 không nhanh tay là cũng sẽ không còn hàng đâu các chị nhá. Còn rất ít hàng luôn. 01 còn rất là ít hàng luôn các chị ạ. 01 còn rất là ít hàng và nhà em sẽ bán giá tri ân đầu tiên cho các chị là 69k các chị nhá. Mã 01 bán giá đầu tiên là tri ân 69k. 01 kèm số điện thoại cho em bên cạnh nào. 01 kèm số điện thoại các chị nhá.
còn rất là ít. Và các chị ơi lưu ý này, không một nhà em sẽ bán hai sản phẩm trở lên và không chọn màu nhá. Tại vì còn cái này là còn lẻ màu này, cái này là còn lẻ màu nên nhà các chị sẽ không chọn màu nhá. Các chị sẽ không chọn màu nhá các chị nhá. Không một bán hai sản phẩm trở lên ạ, không chọn màu. 69k, 69k một áo các chị nhá. 69k một áo quá rẻ luôn. Lúc nào cũng bán mã 01 tri ân cho các chị là 69.000 ạ. Các chị hãy nhìn dáng áo đi này. Các chị nhìn dáng áo đẹp không ạ? Dáng áo đây các chị nhá, rất là đẹp luôn này. Dáng áo không thể chê vào đâu được. Rất là đẹp luôn các chị nhá. 69k có cả màu kẻ nâu này các chị này. 01 69k các chị nhá. Chị nào lấy 01 thì comment là 01 kèm số điện thoại bên cạnh cho em ạ. 01 69k một áo ạ, đây ạ. Ok, cái này cũng kèm vào 01 luôn ạ. 01 luôn. Hai cái màu không được chọn màu. Bạn Việt Anh Hoàng nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn shop. Rồi, em cảm ơn chị lời phản hồi của chị Việt Anh Hoàng nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đây đều là những lời phản hồi thực tế của khách hàng nhận hàng nhá. Các chị ơi, 01 69k, cái này còn rất ít này. Đây ạ. À. Còn lại một vài chiếc nữa các chị nhá. Thế là bên đây thì được mà chậm tay là hết ngay ạ. 01 em đếm chỉ còn 6 chiếc thôi các chị nhá. 01 nhà em chỉ còn 6 chiếc duy nhất các chị này. 01 chỉ còn 6 chiếc để dành cho các chị nào để lại số điện thoại đầu tiên nhá. Đây ạ. Em sẽ giới thiệu qua màu một chút nhé các chị nhá. Em sẽ giới thiệu qua màu một chút này các chị này. 01 có màu kẻ đen này, kẻ nâu này, kẻ đen và màu kẻ này các chị nhá, màu pha kẻ đấy ạ. Các chị ơi, mã 01 là không được chọn màu các chị nhá. Các chị ơi, cái mã 01 này còn lẻ size nên là sẽ không chọn màu nhá. Còn lẻ màu nên là sẽ không chọn màu. Nói chung là cái màu nào cũng đẹp, các chị yên tâm đi ạ. Cái mã 01 này màu nào cũng đẹp các chị ạ, nên các chị cứ yên tâm đi. 69.000 một áo thôi, chị ơi, bà cho em hải quan nóng quá. 01 kèm số điện thoại bên cạnh để được chốt đơn hàng các chị nhá. 01 đây ạ, chỉ còn những cái ngân, chỉ còn 2, 4, 5, 5 cái thôi các chị nhá. 01 chỉ còn 5 cái duy nhất các chị này, 5 cái duy nhất dành cho chị nào để lại số điện thoại nhanh tay nhá. Đây ạ, có rất là nhiều màu này. Màu kẻ đen nhá và màu kẻ nâu đây ạ. 69k một áo các chị ơi, 69k rồi. Cho chị Vân Trúc, Vân Cúc một cái này, chị Thương một cái này. Em đầu tiên rồi, bé Khờ ơi, để lại số điện thoại cho chị chưa ạ, bé Khờ? Bé Khờ có số điện thoại chưa ạ? Bé Khờ có số điện thoại chưa ạ? Để lại số điện thoại và mã số cho em ạ. 01 kèm số điện thoại bên cạnh các chị nhá. 01 kèm số điện thoại. Còn nhé chị ơi, mẫu em mặc còn nhé chị nhá. Mẫu còn ạ, mẫu 01 này còn nhé chị nhá. Còn 3 chiếc các chị này, mẫu 01 còn 3 chiếc duy nhất thôi các chị ạ. Mẫu này hết sạch rồi, vải quá là đẹp luôn các chị ơi. Chất lên quá là đẹp luôn các chị này. 01 các chị nhá, 01 kèm số điện thoại cho em ạ. 01 kèm số điện thoại để được chốt hàng nhá. Em chào chị Hoa, em chào chị Nguyễn Hoa nhá. Em chào chị Nguyễn Hoa. Chị nào lấy 01 thì comment là 01 để lại số điện thoại để chốt đơn hàng nhá. Chỉ còn 3 cái thôi ạ. 01. Chị Lê Nguyễn ơi, 01 kèm số điện thoại, các chị lưu ý này. Cách thức mua hàng rất là đơn giản. Các chị hãy comment mã số cộng số điện thoại bên cạnh để được chốt đơn hàng các chị nhá. Các chị mà không để lại số điện thoại thì bên nhà em xin phép được hủy đơn nhá. Tại vì không có số điện thoại thì nhà em sẽ không chốt được đơn hàng đâu các chị ạ. Nên các chị lưu ý này, các chị mua hàng thì các chị hãy comment mã số cộng số điện thoại bên cạnh các chị nhá. Đây ạ. Hiện tại là em đang mặc mã 01 các chị này. Mã 01 chỉ còn 3 chiếc duy nhất với giá là 69.000. Giá đầu tiên sẽ bán cho các chị là 69.000, tri ân 69.000. Rồi, cho các chị Trần Nguyên một cái này. Mẫu 01 chỉ còn 2 cái các chị ơi, kẻ pha kẻ này cũng rất xinh này. Rất là xinh luôn. Ok bé Khờ nha. Rồi, bé Khờ để lại số điện thoại cho chị chưa? Bé Khờ ơi, có số điện thoại chưa? Giá là 69k đã ghi một dưới cho chị. Đây, các chị hãy nhìn vải đi ạ. Các chị nhìn thấy vải không? Các chị nhìn thấy vải nhá, rất là yên tâm về chất vải luôn. Vâng, hôm nay em lên sớm một chút để cho mọi người ngủ sớm nha. Chị ơi, mã 01, các chị lưu ý này. Mã 01 là còn lẻ màu. Nên là nhà em sẽ gửi cho các chị, nhà em sẽ chọn màu cho các chị nhá. 01 không chọn màu các chị ơi. 01 không chọn màu nhá, rồi chị Lê Nguyễn rồi. Mã 01 hết rồi nhá, em sẽ qua mã 02 ạ. Qua mã 02 chị này. Qua mã 02 ạ. Mã 02 là một chiếc áo len dáng rộng các chị yêu nhá. Các chị ạ, một cái áo len cổ tim dáng rộng ạ. Chất vải thì màu khác đi để màu cho bên. Màu này cực kỳ đẹp luôn ạ, màu đen rất là đẹp luôn, che bụng, che khuyết điểm rất là ok luôn các chị ạ. Thế nào mà bé bắp tay một chút thì mặc màu đen rất là ok luôn, không hề bị lộ bụng như nào đâu ạ. Mã 02 bán giá là 79k dành khách chia sẻ like. 60 cân mặc vừa chị Châu Ngọc Anh ơi, 60 cân mặc vừa chị nhá. Đây, hiện tại em qua mã 02 các chị này. Hiện tại là qua mã 02 rồi nhé các chị gái ơi, hiện tại là qua mã 02 rồi các chị, mã 02 nhá. Mã 02 là áo cổ tim, 79k các chị ơi. Mã 02 là 79k nhá các chị nhá. Chế nào nhanh tay thì được nhá. Chế nào nhanh tay thì được. 02 kèm số điện thoại cho em nào. 02 kèm số điện thoại nhá. 02 đi ạ. Rất là đẹp luôn các chị này. Mã 02 rất là đẹp luôn nhá. Không thể chê vào đâu được rồi.
Đây là hàng cổ tim các chị ơi, đây là hàng cổ tim. Rồi. Chị Hoa Hồng ơi, chị hai cái đi comment cho em cả mã số lên hoặc chị Hoa Hồng nha. Các chị ơi, các chị lấy mã nào các chị nhớ là phải comment mã số, không là nhà em sẽ chốt nhầm hàng nhá. Tránh trường hợp chốt nhầm hàng thì các chị lấy mã nào thì các chị hãy comment cả mã số nhá. Ví dụ 01 thì các chị hãy comment 01 kèm số điện thoại. 02 kèm số điện thoại nhá chị nhá. Rồi. 02 kèm số điện thoại, 02 cũng còn rất là ít bé hàng luôn. Được 01 rồi nhá. Có giãn chị anh nhá. Có độ co giãn nha chị ơi, có độ co giãn nhá. 02 kèm số điện thoại đi ạ. 02 kèm số điện thoại nha các chị nhá. Đây ạ. Rất là đẹp nhá, màu đen. Màu đen mặc cực kỳ là dễ luôn các chị ơi, màu đen mặc rất là dễ mặc luôn các chị ạ. 02 kèm số điện thoại để được chốt hàng ạ. 02 hiện tại chỉ có màu này thôi các chị nhá. Các chị nhìn thấy không ạ? Các chị nhìn thấy chất áo không ạ? Cái màn hình hôm nay nó hơi bị tối một chút đấy ạ. Các chị nhìn thấy dáng áo không? Đây là áo cổ tim nhé các chị gái ơi, đây là áo cổ tim ạ. Áo cổ tim rất là đẹp luôn, 02 kèm số điện thoại nhá. Màu sáng cho chị. Chị Hoa Hồng ơi, chị lấy mạng cái mã nào chị comment cả mã số cho em nhá. Chị ở đâu? Chị ơi em ở khu công nghiệp Phú Nghĩa Chương Mỹ Hà Nội chị nhá. Khu công nghiệp Phú Nghĩa Chương Mỹ Hà Nội. Hiện tại là em đang mặc mã 02 các chị này. Hiện tại là em đang mặc mã 02 nhá, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các chị ạ. 02 cổ tim rất là xinh luôn. 02 kèm số điện thoại cho em để được chốt hàng nhá. 02 kèm số điện thoại ạ. 79k các chị nhá. 02 nhà em đã ghi ở bên dưới là 79k. Đây là áo cổ tim rất là xinh luôn. 02 kèm số điện thoại đi ạ. Đây ạ, đứng xa cho các chị nhìn dáng áo này. Đứng xa cho các chị nhìn dáng áo rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Đây ạ. Giá quá là rẻ luôn các chị ơi. 02 không còn nhiều hàng đâu. 02 cũng gần hết hàng rồi các chị nhá. 02 mà là một cái mã cũng gần hết hàng rồi. 02 cũng gần hết hàng rồi chị nhá. 02 cũng gần hết hàng rồi các chị, mà không nhanh tay là hết hàng nhá. Không nhanh tay là hết hàng, sẽ không còn là hàng về lần sau nữa đâu ạ. Chị Hoa Hồng ơi, chị lấy hai cái nào thì comment cho em mã số chị Hoa Hồng nhá. Phải có mã. Chị Hoa Hồng ơi, chị lấy 01 thì comment là 01 nhá. Chị Hoa Hồng ơi, 01 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị phải để lại số mã số cộng số điện thoại đi bên nhà em mới chốt được đơn chị nhá. Áo đẹp nhỉ. Rồi em cảm ơn chị Thành Nguyễn Vân nhá. Áo rất là đẹp luôn. Chị nào nhận hàng rồi cho em xin một phản hồi trên đây đi ạ. Xin một phản hồi trên đây. Xin một phản hồi trên đây nhá. Chị ơi, vải mịn không lấy tiền nhá. Nhà em không bán vải xù đâu. Vải không đẹp không lấy tiền các chị ơi. Nhà em không bán vải xù đâu. Đây ạ. Cho chị hàng với đồng đá 02 ạ. Áo rất là đẹp luôn các tình yêu nhá. Chất vải cực kỳ mềm và mịn luôn ạ. Chất thì không thể trêu được. Chất vải là chất hàng loại một cẩn quần cho các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Đường kim mũi chỉ thì cực kỳ là đẹp luôn. Áo cổ tim này các chị này, áo cổ tim rất là xinh luôn nhá. Đây ạ. Đứng xa cho mọi người nhìn dáng áo này. Đứng xa cho mọi người nhìn dáng áo nhá. Mọi người nhìn thấy có đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Đây ạ. 02 kèm số điện thoại để được chốt đơn hàng nào. Rồi, chốt hàng cho chị Hà Nguyễn nhá. Áo đẹp lắm, em cảm ơn chị Hoàng Linh rất là nhiều nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chị nào nhận được hàng rồi thì cho em xin một phản hồi trên đây đi ạ. Nay mình nhận được rồi đẹp. Rồi, em cảm ơn chị Nga Mập nhá. Cảm ơn chị Nga Mập. Chị ơi, xỉ nhé. Xỉ, chị nhắn tin qua Messenger cho em nhá chị nhá. Các chị muốn lấy xỉ thì nhắn tin mạng số điện thoại để em ngày mai nhân em chốt đơn cho chị nhá. 02 là 79k chị gái ơi, nhà em đã ghi ở bên dưới rồi. 02 là 79k, bây giờ em sẽ qua mã khác nhá chị nhá. Bây giờ em sẽ qua một cái mã 03. 03 là một cái áo len rất là dày luôn, cực kỳ đẹp luôn ạ, một màu đỏ rất là xinh luôn. Chế nào lấy 02 tiếp tục comment lên là 02 kèm hay sử dụng lại cho em nha. Cái mã 02 em còn rất là ít thôi ạ, nên chế nào lấy nhanh tay cho em ạ. Còn chế nào muốn lấy xỉ thì các chế cứ để lại số điện thoại cho em nha, để sáng ngày mai nhân viên em sẽ gọi điện chốt xỉ các chị nhá. Bên em xỉ từ 5 sản phẩm trở lên các chị yêu nhá. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài cho em nè. Chia sẻ bài sẽ được giảm giá ngay 20.000 đồng đến 50.000 đồng trên một sản phẩm ạ. Chị Kim Anh ơi, hôm nay em đã gọi điện rất là nhiều rồi, nhưng mà các chị buổi sáng chắc là các chị không cầm máy nên là không nghe được ạ. Bên em sáng nay đã gọi điện hết rồi các chị nhá. Chị Kim Anh ơi, chị chưa được chốt hàng, vui lòng để lại số điện thoại để ngày mai nhân viên em sẽ tiếp tục chốt lại đơn chị Kim Anh nhá. Chị ơi, bây giờ mùa đông rồi thì đa số nhà em bán áo len nhá chị nhá. Đa số là bán áo len chị ạ. Áo len nhá chị gái ơi, áo len ạ. Chị Kim Anh ơi, hôm nay nhà em gọi điện rồi nhưng chắc là chị bận chị không nghe được máy đấy. Hôm nay nhà ai em cũng gọi điện hết rồi. Có nhiều chị em gọi mới nhiều cuộc mà không nghe máy cơ ạ. Chị nào mà gọi nhiều cuộc là không nghe máy thì nhà em sẽ xin phép được hủy đơn nhá. Xin phép được hủy đơn tại vì hàng có rất là ít luôn. Các chị mà không nghe máy thì sẽ là bị hủy đơn các chị nhá. Hủy đơn nhường cho người khác ạ. Chị Thu Nguyên ơi, hôm nay được chốt hàng là có người là sẽ được gửi hàng rồi chị nhá. Chốt hàng thì nghĩa là được gửi hàng rồi. Em gọi chị nào nghe máy cho em xin địa chỉ này. Các chị nào chốt địa chỉ với lại chốt địa chỉ rồi thì sẽ được là được gửi hàng rồi chị nhá. Có chị nào mà không nghe máy ấy, thì là nhà em sẽ hủy đơn hàng ạ.
Mã 03 cực kỳ đẹp luôn các tình yêu nhá. Một cái mã có pha gen ở cổ rất là xinh, rất là xinh luôn. Ở ngoài thị trường không biết nào có đâu ạ. Giá này cực kỳ là đẹp, đẹp luôn, cực kỳ là yêu luôn ạ. 79k này khách chia sẻ live stream các nhá. Được giảm giá ngay 20.000 đồng trên một sản phẩm khi các chị live chia sẻ live stream cho em ạ. 79k chị ơi, áo là 79k các chị nhá. Đây là áo ren này các chị này. Đây là áo ren nhá. Buồn quá, hôm nay màn hình nó hơi bị tối một chút. Hôm nay chỗ này góc view này hơi bị tối. Chị Kim Anh ơi, chị có để lại số điện thoại để ngày mai em mời lại cho nó lại chị nhá. Các chị ơi, các chị nhìn này có sáng hơn chưa ạ? Các chị nhìn này có sáng hơn chưa ạ? Chị Lan ơi, cái 03 này có màu đen chị nhá. Chị lấy màu đen thì comment cho em ạ, làm 03 đen chị giúp em nhá. Các chị ơi, em sẽ đứng gần cho các chị nhìn thấy cái cổ ren này mọi người này. Cổ ren này các chị ơi, rất là đẹp luôn. Cái này 63kg đổ xuống các chị mặc vừa nhá. 63kg đổ xuống các chị mặc vừa. 79k một áo okay, nhá chị nhá. Em chào chị Dương Xu Nguyễn nhá. 03 kèm số điện thoại đi ạ. 03 cũng còn rất là ít hàng nha các chị nhá. Hôm nay màn hình nó hơi tối một chút, em sẽ tiến gần nhá. Nên em sẽ tiến gần màn hình cho các chị nhìn thấy chất vải len bên nhà em các chị nhá. 03 đi ạ. Đứng xa có lẽ là màn hình nó hơi bị tối nên các chị sẽ không nhìn rõ. Nên em sẽ đứng gần một chút để các chị nhìn thấy chất len nhá. Chất len về nhà em thì các chị không phải chê đâu, luôn đảm bảo chất lượng cho các chị nhá. Luôn luôn đảm bảo chất lượng cho các chị yêu nhá. Nếu các chị mua hàng bên nhà em thì các chị cứ yên tâm đi. Mua một lần đảm bảo sẽ nghiện luôn. Mua một lần áo nhà Thủy Nguyễn thì lần sau sẽ không mua được nhà ai khác đâu. Tại vì nó quá rẻ, quá đẹp luôn các chị ạ. Hiện tại là em mặc mã 03 này, 03 có màu khác không ạ? Có màu đen chị nhá, ai lấy màu đen thì comment rất là đen với em. 03 có màu đen nhá, rồi ngày mai thì em sẽ chốt đơn lại cho chị Kim Anh nhá, chị Kim Anh nhá. Còn em đang mặc mã 03 các chị này, mã 03 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Ok, 03 kèm số điện thoại. Tân võ, các chị tân võ 03 này. Cái này đóng thùng cũng rất là đẹp này các chị này, đóng thùng cũng rất là đẹp nhá các chị nhá. Đóng thùng cũng rất là đẹp luôn đây nhá. Chất vải cực kỳ là mềm và mình đơn các chị nhá. Đóng thùng cũng rất là đẹp luôn ạ. Thoải mái không bị bay vải đâu ạ. Quá là đẹp luôn ạ. Các chị ơi, cái này các chị mix với vest này hoặc là các chị mặc trơn thôi cũng đẹp nhá. Các chị mặc trơn cũng rất là đẹp này. 03 kèm số điện thoại để cho đơn hàng nhá. 03 này, quá là xinh luôn. Ai lấy 03 thì comment riêng là 03 kèm thay số điện thoại cho em nhá. Đây này, các chị ơi, em sẽ đóng thùng cho các chị gái nhìn nhá. Đóng thùng cho các chị nhìn luôn đây ạ. Đóng thùng này. Đứng xa nó hơi bị tối, buồn quá là đi buồn luôn. Đây các chị ơi, đóng thùng này. Đóng thùng vào rất là xinh luôn, các chị nhìn thấy có xinh không? Đóng thùng mà rất đẹp đây ạ. Mã 03 đóng thùng mà sẽ như thế này nhá các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Thanh Tâm võ một cái mã 03 rất là đẹp luôn các tình yêu nhá. 03 kèm số điện thoại nhá. 03 kèm số điện thoại. 03 thì còn rất là ít thôi các tình yêu nhá. Thế nào nhanh tay thì còn nhá. Chậm tay là hết luôn đấy ạ. 03 kèm số điện thoại ạ. Quá là đẹp luôn. Em ơi, hôm trước chị đặt sao không có vậy? Chị Đào Cư ơi. Chị đặt hôm nào nhỉ? Chị đặt hôm nào nhỉ? Nói chung là các chị để lại số điện thoại bên nhà em đảm bảo sẽ gọi hết. Chỉ là có các chị không nghe máy thôi. Có hai màu chị Tân Võ ơi, có hai màu ạ. Có hai màu chị gái nhá, có màu đen và màu đỏ như em đang mặc. Chị nào mà đậm người một chút thì các chị có thể chuyển qua màu đen nhá. Hoặc là màu đỏ này cũng không bị lộ bụng. Không lộ bụng đâu các chị ạ, rất là xinh này. Đóng thùng vào các chị nhìn thấy đẹp chưa? Các chị mặc trơn cũng đẹp. Các chị để mic vest hay là các chị để mic áo dạ ở bên trong, ở bên ngoài cũng rất là đẹp các chị nhá. Không thể chê vào đâu được các chị này. Tiến gần một chút cho mọi người nhìn thấy cái chất áo nhá. 79k chị Vui Ngọ ơi, 79k Vui Ngô ơi, 79k. Rồi, các chị ơi, 03 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. 03 okay, có hai màu, màu đỏ và màu đen, kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rất là đẹp luôn các chị này. Đứng xa cho các chị nhìn dáng áo này. Đứng xa cho các chị nhìn dáng áo em nó không này đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nhá, rất là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn ạ. Cực kỳ là xinh luôn. Thế thế nào đấy, 03 thì nhanh tay comment cho em 03 cho em nha. Không là hết hàng ạ. Có hai màu. Chị ơi, 03 đâu? À, màu đen đâu chị? Màu đen các bạn nhá. Có màu đen và màu đỏ ạ. Ai lấy màu đỏ, màu đen thì comment cho em màu cho em ạ. Gọi không nghe mày được. Rất là nhiều lần rồi nhưng mà chị 65 cân chị cao mét bao nhiêu ạ chị? 65 cân chị cao mét bao nhiêu ạ? Vậy ạ, chị Đào Cư ơi, chị để lại cho em xin số điện thoại ở trên đây nhá. Chị để lại cho em xin số điện thoại đây ạ. Chị Đào Cư và chị chị ơi không, sao phải có màu? Nhưng em có bị phải có, đây có phải là áo nhuộm đâu mà có màu hả chị? Không chị khoai màu đâu chị ơi. Không hề khoai màu và không hề bị nhão vải các chị nhá. Đây, các chị nhìn thấy chất vải nhà em đi. Các chị cứ nhìn chất vải đi ạ. Chị Đáng Yêu ơi, 79k nhá, 79k. Bỏ thùng ra cũng rất là đẹp này các chị này. Bỏ thùng ra cũng rất là đẹp luôn. Cho chị Lan Hoa cái không màu đen nhá. Chị Đào Cua và chị Ngang Cua ơi, Cua Ngang ơi, chị các chị để lại số lại để ngày mai nhưng nên em gọi lại cho nó lại các chị nhá. Các chị nhớ là vui lòng cầm máy vào sáng ngày mai ạ.
03 kèm số điện thoại nha các chị nhá, rất là đẹp luôn. 03 kèm số điện thoại để em chuẩn bị qua mã 04 áo cánh rơi cho các chị, rất là xinh luôn. Các chị ơi, qua mã 04 là áo cánh rơi rất là xinh luôn. 04 áo cánh rơi rất là xinh luôn. Thế sao phải nhớ là không, chị phải bóc đâu để đưa cho em bóc. Chị Lan Hoa ơi, em cho chị đấy nhá. Trời ơi, màn hình tối nhỉ. Mình hơi tối một chút nhưng mà không sao. Cho chị Lan Hoa cái mã 03 rồi nhá. Có đen không? Chị ơi, chị ra kỷ tỷ ơi, có đen chị nhá. 60kg vừa chị ra tỷ nha. Đỏ đâu hay tươi vậy chị Bùi Thị Phương ơi, đỏ đâu chị nhá. Chất đẹp quá. Chị nhận hàng rồi, cảm ơn chị Trúc Nguyễn nhá. Hàng thì cực kỳ là đẹp luôn các tình yêu ạ, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Rồi ok chị Lan Hoa, cho chị Lan Hoa cái màu 03 màu đen ạ. Chất vải thì cực kỳ là ok, cực kỳ đẹp luôn ạ. Hàng co giãn mặc cực kỳ là dễ mặc luôn đấy chị nhá. Đấy rồi quên mất. Bây giờ em sẽ qua luôn người ta. Quên em khai như dầu. Rồi bây giờ em sẽ qua mã 04 nhé các chị nhá. Qua mã 04 đấy ạ. Bây giờ sẽ qua mã 04 này các chị ơi. Qua mã 04 nhá. Qua mã 04. Chị vui ngôi, chị vui ngôi. Chị lấy màu đỏ một cái. Comment cho em là 03 cho em ạ. Cái màu đỏ vừa đấy là 03 nhé. Bây giờ là mã 04 ạ. Hôm nay hơi tối một chút nhưng mà không sao, áo đẹp thì đứng tối nó vẫn đẹp các chị nhá. Rồi ok chị Quang Ngang, ngày mai em sẽ gọi lại cho nó lại cho chị Quang Ngang nhé. Chị Quang Ngang ơi, chị nhớ vui lòng cầm máy vào buổi sáng ngày mai nhé, để nhân viên gọi điện cho tôi với chị nhá. Rồi ok chị Giang nhá. Không bổ rồi, 79k một áo chị gái ơi, 79k một áo thôi ạ. Cái 01 của em không gì. Rồi, em cảm ơn chị Bé Khờ nhá. 54 cân vừa chị ơi, chị Vui Ngô ơi, 03 kèm số điện thoại cho em đi ạ. 03 kèm số điện thoại chị Vui Ngô nhá. Chị không để lại số điện thoại bên nhà em sẽ không chốt được hàng đâu. Hiện tại em đang qua mã 04 này, tối ạ. Hiện tại em đang qua mã 04, công nhận là hôm nay hơi tối thật. Nhưng mà các chị hãy yên tâm về chất vải. Hơi tối sẽ đứng gần cho các chị nhìn rõ ràng áo nhá. Đây, sẽ đứng gần cho các chị nhìn thấy luôn. Chị Vui Ngô ơi, chị để lại số lượng cho em nhé. Chị Vui Ngô nhá, phải có số lượng bên em. Chị Ngô ơi, chị Vui ơi, bây giờ là sang mùa đông rồi, không có tay ngắn nhiều đâu chị ạ, chỉ có tay dài thôi. Cái gì vậy mà khách phục bia ở đây hả? Trời ơi, ai lại comment cái gì đây? Rồi ok, chị Vui Ngô một cái mã 03 này. Rồi bây giờ sẽ okay, xin phép chị qua mã 04 này. Chị Vui ơi, chị để lại số lượng cho em nhé. Chị ơi, chị xem ở góc này nó sáng rồi đúng không? Ừ sáng rồi. Đấy, sẽ đứng nguyên chị thế này. Chị ơi, giá là 79k chị nhá. Đây ạ, à, hiện tại em đang qua mã 04 rồi các chị yêu ơi. Qua mã 04 rồi các chị này. Đã nhận giá tốt, chất đẹp lắm rồi. Cảm ơn chị Mỹ Huyền nha. Rất là cảm ơn, đây là một cái phản hồi rất là thực tế của khách hàng các chị nhá. 01 áo cánh rơi nhẹ các chị nhá. Áo cánh rơi này các chị này. Đây okay, là mã 04 các chị này. Ngô Thị Hồng một cái mã 04 màu đỏ ạ. 01 kèm số điện thoại bên cạnh để được chốt đơn hàng nhá. Chị Gia Tỷ ơi, cái 04 này chỉ có màu đen đỏ thôi chị Gia Tỷ nha. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Cái 04 này rất là đẹp luôn. Đây là hàng cánh rơi các chị nhá. Đây là dáng áo cánh rơi các chị này. Dáng áo cánh rơi mặc lên rất là diện luôn các chị này. Đây là đằng sau nhá. Đây là đằng sau của áo đấy ạ. Đây là đằng sau của dáng áo này các chị này. Rất là đẹp luôn. Có áo của Cao Thị Diệu Lê nha. Chị Thảo Nguyễn ơi, chắc là nhà em gọi điện chị không nghe máy đấy. Chứ như không có số nào là nhà em chưa gọi điện đâu. Cho chị San Lộc một cái mã 03 màu đỏ đấy. 04 kèm số điện thoại để chốt đơn hàng nào các chị gái ơi. 04 không còn nhiều đâu. Chị Nhật ơi, 04 là Chị Nhật xem còn mới 04 đâu chị em này. 04 chỉ còn vài cái thôi. Chị còn vài cái đó các chị. Thế nào nhanh tay thì còn nhá, còn chậm tay là hết ạ. Chỉ còn một vài cái thôi các chị nhá. 04 thì còn rất là ít ạ. 04 kèm số điện thoại nào các chị nào. 04 còn rất là ít hàng, 04 còn rất là ít hàng. Các chị không nhanh tay là hết hàng. Không hết hàng nhá. Hết hàng thì đừng có trách nhà em nhá. Chị Nguyệt ơi, chị lấy 04 màu đỏ thì comment cho em là số điện thoại cho em nhé. Chị Nguyệt nhé, phải có số điện thoại bên em với chút đơn ạ. Còn không có số điện thoại là bên em xin phép được gửi đơn luôn nhất tình yêu nhá. 04 kèm số điện thoại đi ạ. 04 chỉ còn độ 10 cái đổ xuống là hết hàng các chị nhá. Chỉ còn 7-8 cái là hết hàng các chị ơi. 04 không về hàng nữa đâu. Hết đợt này sẽ không bao giờ về hàng giá này các chị nhá. Sẽ qua một cái giá mới luôn. Bây giờ em qua luôn một cái mã 05 mã 04 hết hàng rồi các tình yêu nhá. Bây giờ em sẽ qua luôn mã 05 này. Mã 05 là một cái áo màu vi cực kỳ là xinh luôn các chị tình yêu này. Cực kỳ xinh luôn, một cái áo cổ cao 3 phân ạ. Chất vải thì đẹp mê ly ạ, đẹp hút hồn luôn ạ. Cực kỳ mềm và mịn luôn, sờ vào sướng luôn ạ. Các chị nhận hàng ở bên em thì các chị chỉ có sướng mê ly thôi ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok, Trang Nguyễn ơi, chị Trang Nguyễn ơi, chị lấy màu đỏ thì comment cho em mã số kèm với lại cho em chị Trang Nguyễn nhá. Bây giờ sẽ qua luôn mã 05 ạ. Mã 05 là một cái áo rất là xinh luôn. 79k dành cách chia sẻ livestream ạ. Em sẽ giảm giá ngay 20.000 đồng đến 50.000 đồng dành cho cách chị chia sẻ livestream
giúp em ạ. Thế nào mà không chia sẻ livestream thì có giá là 99k chị nhá. Chị vui ngôi áo 03 màu đen là có cái áo là canh đen mặc chị nhá. Áo canh đen mặc là áo 03 màu đen đấy chị ạ, chị nhá. Bây giờ em sẽ qua luôn mã 05 ạ. 60 cân vừa chị Du Dương nhá. 60 cân vừa chị ơi. Để mã 05 được gì ạ? Bây giờ em sẽ qua luôn mã 05 ạ. Như đây là mã 05 sao ấy. Rồi, bây giờ nhé, em sẽ xin phép qua má 05 nha các chị nhá. Hiện tại là em đang mặc má 05 các chị này. Đây là áo cổ 3 phân các chị gái ơi. Đây là áo cổ 3 phân nha các chị gái nhá. Áo cổ 3 phân ạ. 60 cân vừa chị ơi, 60 cân vừa các chị nhá. Đây là áo cổ 3 phân rất là xinh luôn. Đây là màu gì? Màu ghi ạ. 45 cân vừa chị ơi, 45 cân cũng vừa nha chị nhá. 45 cân cũng vừa. 06 kèm số điện thoại cho em nào. 06 là áo cổ 3 phân rất là đẹp nhá. Màu ghi này nhìn rất là lạ mắt luôn các chị ạ. Đây nó không phải là màu ghi hẳn đâu. Ở ngoài nhìn màu nó đẹp hơn nhá. Hôm nay thực sự là ở màn hình nó hơi bị tối. Ở cái góc view của nhà em nó hơi bị tối nên là nhìn nó hơi bị dìm áo màu một chút. Ở bên ngoài đảm bảo cho các chị là sẽ đẹp hơn các chị nhá. Áo màu len ở bên ngoài đẹp hơn nhá. Tại vì hôm nay phong hơi tối một chút nên là nhìn lên màn hình nó cái màu áo nó cũng bị tối. Các nhân các chị yên tâm nhá, các chị nhận áo bên ngoài các chị sẽ thấy đẹp hơn nhá các chị nhá. Các chị yên tâm đi ạ. Không ma chị Hạnh Nguyễn ơi, không ma để lại số điện thoại cho em đi ạ. Không ma để lại số điện thoại thì bên nhà em mới chốt hàng nha. Đây ạ. Đây ạ, các chị nhìn thấy dáng áo không ạ? Các chị nhìn thấy rõ không ạ? Các chị có nhìn thấy rõ không ạ? Còn lại hàng game nhé, đặt kim nhá. Đây là 05 là 79k, 63 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 65 kg đổ xuống mặc vừa ạ. 03 kèm số điện thoại. Các chị ơi, cái mã này cũng đóng thùng rất là xinh này. Đóng thùng đây cũng rất là xinh này các chị ơi. Đóng thùng nhá. Đóng thùng cho các chị nhìn dáng áo này. 55 cân vừa chị ơi. Chị Hoa ơi, 55 cân vừa ạ. 68 kg à? 68 kg chị cao mét bao nhiêu ạ? Chị Triệu Lê ơi, 68 kg chị cao mét bao nhiêu ạ? Đây là mã 05 nhá. 05 kèm số điện thoại cho em ạ. Đây ạ, đây là cái dáng áo thì các chị không thể chê vào đâu được đâu. Hôm nay hơi buồn một chút là cái phông ở bên ngoài nhà em nó hơi bị tối. Nên là các chị xem ở trong cái màn hình ấy, cái màu áo với lại cái chất áo các chị nhìn sẽ không được rõ. Nhưng mà các chị yên tâm nhá. Các chị yên tâm về chất áo nhà em đi. Các chị hãy yên tâm về chất áo nhà em đi. Nhận ở bên ngoài thì các chị sẽ thấy đẹp hơn nhá. Nhận ở bên ngoài các chị tự cảm nhận thì các chị sẽ thấy cái chất áo nhà em nó đẹp như thế nào nhá các chị nhá. Rồi, 05 okay, rồi. 43 kg mặc vừa chị Yến ơi, 43 kg mặc vừa nhá. Có 79 cái một áo. 1m56 thì hơi ôm rồi cô ạ. 1m56 thì hơi ôm rồi chị Triệu Lê ơi. 05 cho chị chưa bé ơi. Chị Thảo ơi, 05 thì chị cứ lên lại cho em nhá. Chị Thảo rồi, chốt đơn cho chị Tân vợ này. Chị Thảo ơi, 05 chị lại số điện thoại cho em nhá. Giá quá rẻ luôn các chị ơi, giá quá là rẻ bất ngờ luôn. Có 79k một cái áo Quảng Châu. 79k một áo cái Quảng Châu này các chị này, đóng thùng màu. Đóng thùng màu rất đẹp. Mà khác em mà 05 là hết rồi ạ. Cho em xin lại mã 04. Chị ơi, mã 04 là cái mã cánh rơi chị nhá. Các chị xin lại đây giúp em đi ạ. Bây giờ sẽ qua luôn mã 06 ạ. Mã 06 là cái mã hot hit nhất ở bên em các chị nhá. Hàng còn lại rất là ít rồi ạ. Nên thế nào mà lấy nhanh tay cho em ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Áo mã 06. Mã 06 là một cái áo giữ nhiệt ạ. Áo giữ nhiệt vải nhung cực kỳ là đẹp luôn ạ. Một cái hàng cực kỳ là hot hit luôn ạ. Chất vải thì cực kỳ mềm mà mình luôn rất tình yêu nhá. Chất nhung lên sờ vào thích lắm luôn ạ. Cực kỳ đẹp luôn, chất vải ôm đẹp lắm luôn ạ. Mã 06 này. Mã 06 là 79k này, khách chia sẻ livestream với em ạ. Ôi mặc áo lên nãy giờ nóng quá. Rồi các chị ơi, bây giờ qua áo tay lửng này. Chị nào vừa hỏi áo tay lửng đây ạ. Áo tay lửng đây các chị gái ơi, áo tay lửng đây ạ. Áo đây là áo giữ nhiệt nhé các chị gái ơi. Áo giữ nhiệt 1m63 thì vừa chị ơi. 1m63 thì vừa nhá. Đây là áo giữ nhiệt này các chị gái này. Áo giữ nhiệt nhá. Giá niêm yết của nó em xem nào. Giá niêm yết của nó đang là 148.000. 148.000 nhưng mà hôm nay giấy sale cho các chị nhá. Sale cho các chị là 69.000 một cái nhá. Đây là mã 06 ạ. Mã 06 kèm số điện thoại cho em nhá. 06 chỉ bán 2 cái trở lên nhá. Tại vì 06 có 69.000 một chiếc. 69.000 một chiếc thì các chị nên lấy 2 cái trở lên. 1m66 55 cân vừa xinh luôn chị Hoa ơi. 1m65 55 cân thì mặc rất là xinh nhá chị nhá. Còn hiện tại là em đang mặc mã 06 các chị gái ơi. Mã 06 đây là một cái hàng giữ nhiệt. Các chị lưu ý này. Đây là hàng giữ nhiệt nha các chị gái nhá. Đây là hàng giữ nhiệt rất là đẹp luôn ạ. Hàng giữ nhiệt là 69k một cái và bán 2 cái trở lên nha các chị nhá. Bán 2 cái trở lên. Tại vì sao ạ? 69.000 một cái mà tiền ship 30.000 các chị mua một cái thì tội tiền ship lắm. Phí tiêm ship nên các chị cố gắng nhặt 2 cái nha các chị nhá.
Đây ạ, áo giữ nhiệt nhá các chị ơi, 69k thôi ạ. 69k các chị nhìn thấy không ạ? Vải nhung rất là đẹp luôn ạ. Áo khoác mỏng hiện tại nhà em hết hàng rồi, mai nhà em về hàng nhá, chị thôi mà nhá, chị thôi mà nhá. 06 là vải nhung chị gái ơi, 06 là vải nhung đấy ạ. Các chị nhìn thấy chất vải không? Đây đây, cho em cái màu này. Quá đẹp luôn các tình yêu này, có 3 màu các tình yêu nhá, có 3 màu. 06 có 3 màu nhá các chị nhá. 06 có 3 màu, cái màu này mặc lên rất là đẹp các chị này. Đây ạ. Xanh cẩm. Đây ạ. 60 cân vừa. Cái này có chị 63 cân mặc vừa rồi đấy các chị nhá. Đây, các có chị màu nhìn thấy không ạ? Màu em mặc màu tím luôn. Ừ. Có màu tím, màu xanh và màu đỏ các chị nhá. Các chị lấy màu nào thì comment lên màu cho em ạ. Cực kỳ 69.000 một áo được các chị ạ. Cái giữ nhiệt này mặc rất là thích luôn chị ơi. 60 cân vừa chị Hương ơi, 60 cân vừa nhá. Áo giữ nhiệt này mặc rất là thích luôn. Đây ạ. Các chị nhìn thấy giá niêm yết của cái áo giữ nhiệt nhà em không ạ? Áo đây ạ. Vẫn còn giá 158.000 các chị nhá. Các chị okay, nhìn thấy không? Cái nhá, cho chị con này có cái hai mã 06 ạ, cho chị Kim Huệ cái mã 06 ạ. 06 nhà em chỉ bán hai cái trở lên các chị nhá, tại vì có 69.000 một cái. Các chị mua cái này các chị mặc không thừa đâu. Mùa đông không mặc không thừa đâu các chị nhá. Áo giữ nhiệt này các chị mặc trơn hay là các chị mặc vest rất là đẹp. Các chị nhìn thấy không ạ? Đây nhá. Giá niêm yết này các chị này. 06 giúp em ạ, và số lượng cho em nhá. Các chị nhìn thấy giá niêm yết của nó không? Là 158.000 nhá, không hề nói sai đâu. Các chị hãy nhìn đi ạ, nó hơi bị ngược mặt hàng mình một chút, 158.000. Bây giờ bán cho các chị là 69.000 nhá. Đây ạ. Giá rẻ bất ngờ luôn, 69.000. Nhìn dáng áo quá là đẹp luôn các chị này. Tôn dáng rất cực kỳ là tôn dáng luôn các chị này. 69.000 một áo, bán từ hai áo trở lên nhá. 73 cân thì hơi vừa rồi, 73 cân không vừa đâu ạ. Cái này thì có mấy lên là không. 50 cân bằng em, 50 cân bằng em thì vừa nhá chị nhá, 50 cân thì vừa. 69.000. 132 cái nhá, bán 132 cái. Chị lấy thì có mấy lên là 06 cho em ạ. Chị Thủy ơi, 132 cái nhá. Không sáu nha em chỉ bán hai cái thôi trở lên các chị nhá. Không sáu nha em chỉ xếp hai cái. Chị lấy ba cái chị Maria Nguyễn ơi, chị Maria Nguyễn ơi, chị lấy ba cái chị để lại số điện thoại cho em nhá. Okay, đây ạ. Chị Duyên đang một cái mã 06 ạ. Rất là đẹp luôn tình yêu này. 65 cân đổ về mặc vừa tình yêu nhá. Hàng to giãn cực kỳ là dễ mặc luôn chị ạ. Chất vải thì rất là mềm và mịn luôn ạ. 55 cân vừa chị Bình ơi, đây các chị ơi, 06 cả màu xanh với lại màu đỏ này cũng rất là xinh nhá. Màu thổ cẩm này cũng rất là xinh nữa các chị này. Màu thổ cẩm này mặc lên cũng rất là xinh này. Đây ạ. 60 cân vừa, đây là áo giữ nhiệt nhung rất là thích các chị ạ. 62 cân vừa chị nhá. Đây hàng này là hàng giữ nhiệt và chất vải là chất vải co giãn tình yêu nhá. Chất vải co giãn mặc cực kỳ là thích luôn ạ. Màu nào mặc lên cũng rất là xinh luôn các chị ơi. Chị ơi, chị lấy một đôi comment cho em là 06 cho em ạ. Chị có đây nhá, là hai cái 06 cho em nha. Hàng của công ty vẫn còn giá niêm yết đàng hoàng nha các chị nhá. Chị vẫn còn giá niêm yết đàng hoàng đấy ạ. Chị cao bao nhiêu ạ? Còn thì đổi chiều cao chị nhá. 06 kèm số điện thoại trên nào. Okay, chị Vi Bình ơi, 06 để lại số điện thoại cho em ở chốt hàng nhá. Chị Vi Bình ơi, chị lấy hai cái. 52 cân vừa chị ơi, 52 cân vừa, 52 cân vừa. Em thấy nó quá là rẻ luôn, các chị không mua là tiếc đấy. Tại vì nhà em nhập số lượng nhiều thì có mấy có giá như thế này nhá. Mới có giá sát sườn công ty như thế này các chị này, 158.000. Vừa xinh luôn chị nhá. Vẫn còn mép luôn. Cao nặng 1m51 anh chị nhá. Mẫu em đang mặc là một mã 5 là 51 cân ạ. Đây có 3 màu các chị gái nhá, màu hồng này, màu xanh và màu thổ cẩm ạ. Có 3 màu nhá. Vừa. Đóng thùng mà cho các chị xem này. Đóng thùng mà cho các chị nhìn dáng áo này. Em sẽ đóng thùng cho các chị nhìn dáng áo để các chị tưởng tượng khi các chị đóng thùng nó sẽ như thế nào nhá. 69.000 các chị không mua là sẽ tiếc đấy. Không mua là sẽ tiếc nhá. Cái giá nó quá rẻ, quá đẹp luôn các chị ạ. Quá là đẹp luôn, chất lượng thì các chị yên tâm đi. Chất lượng thì luôn bao chất cho các chị luôn. Đây là vải nhung nhá. Đây là áo giữ nhiệt tay lỡ vải nhung các chị này. Áo giữ nhiệt tay lỡ vải nhung 69.000. Các chị có thể nghĩ đi, có thể đi mua đâu cái giá 69.000 này không? Tôi chị Oanh Võ ơi, chị để lại số điện thoại chưa ạ? 60kg vừa chị ơi, 60kg vừa nhá các chị. Đã có khách 63 cân mặc vừa cái size áo này rồi các chị nhá. Đây là free size nên rất là dễ mặc. Đã có chị khách 63 cân vừa nhá. Nên các chị 60 cân thì vô tư đi ạ. 60 cân thì vô tư nhá. 60 cân thì vô tư. Có 69.000 một áo và nhé, sẽ bán 2 áo trở lên các chị nhá. Áo giữ nhiệt sẽ bán 2 áo trở lên cho mẫu thêm ship này các chị này. Quá đẹp luôn. Đây là vải nhung giữ nhiệt nha mọi người nhá. Đây ạ. Đây là vải nhung rất là mịn luôn các chị ạ. Vải nhung rất là mịn luôn đây này. Đây. Đứng gần này. Đây này. Đẹp chưa các chị ơi? Các chị nhìn thấy chất vải đi. Đẹp chưa? Ok chị Thủy Ngô ạ. 06 hai chiếc màu xanh chị Thủy Ngô để lại số điện thoại chưa ạ? Hoa ơi, để lại số điện thoại em chị Nguyễn Hoa nhá, phải để lại số điện thoại bên em cho chị nhá. 69k chị ơi, 69k, 69k nhá. 69k một áo thôi các chị ơi, có 3 màu đấy ạ. Có 3 màu đấy các chị nhá, đây ạ. Xin chào ơi, chị lấy hai cái thì comment cho em là mã 06 cho em ạ. 06 kèm theo số điện thoại cho em nhá chị nhá.
Em thấy rất nhiều chị rất là thích cái báo 06 này nhưng mà các chị vẫn chưa biết cách để đặt hàng ạ. Thì bây giờ em sẽ nói lại cách đặt hàng các chị nhá. Các chị comment cho em là mã số kèm theo số điện thoại cho em ạ. Cái mã em mẫu đang mặc là mã 06 chị nhá. Chắc chị lấy 06 thì comment cho em là 06. 67 cân chị comment bao nhiêu ạ? Chị Hoa Trần. Chị 55 cân vừa sinh luôn, 55 cân vừa sinh, 55 cân thoải mái luôn chị ơi. Có khách 63 cân mặc vừa rồi. Đây là 55 cân thì chị không lo chật đâu. Tại vì cái hàng nhung này là hàng có giãn mà các chị. Chắc em hình đến hai cái hai màu nha. Ok chị hình đây nha. Áo thổ cẩm các chị nhá, các chị yên tâm về chất dáng này. Các chị nhìn thấy không? Đây. Vẫn còn tem mác của công ty đây nhá, vẫn còn tem mác của công ty này. Giá niêm yết đang là 158.000 các chị này. Giá niêm yết đang là 158.000. Em nhận được lô thanh lý này của công ty thì mới được giá rẻ đấy các chị ạ. Em nhận được lô thanh lý của công ty thì mới có giá rẻ đấy. Không có chị mua sẽ không có giá đấy đâu. Đây ạ. Các chị ơi, cái mã 06 là cái mã cực kỳ đẹp luôn, là cái mã hot hit ở bên nhà em luôn ạ. Chất vải cực kỳ đẹp luôn chị nhá. Đẹp mê ly luôn ạ, đẹp hút hồn luôn đây, chị nhá. Đây, đứng xa các chị nhìn dáng quần này, dáng áo này. Các chị nhìn dáng áo chưa đẹp chưa? Có 69.000 một cái áo vừa dẹp vừa đẻ, vừa rẻ thế này, các chị không mua thì có tiếc không? Các chị có thấy tiếc không? Quá là tiếc luôn các chị nhá. Hai áo là 69k nha hai chị, là Lê Hường nhá. Đây ạ. Rất là đẹp luôn các chị nhá. Rất là đẹp luôn các chị này. Không đẹp không lấy tiền. Hai cái là 138.000 chị nhá. Chị Hoàng Nguyễn ơi, chị để lại số lại cho em nha. Hai cái là 138.000, quá là bèo luôn các chị ơi, quá là rẻ luôn các chị này. Bèo vừa đẹp vừa rẻ luôn ạ. Không đẹp không lấy tiền, các chị cứ nhận áo giữ nhiệt này bên nhà em đi. Đây là hàng của công ty các chị nha, nên các chị yên tâm. Các chị nhận hàng này, không đẹp như lời em nói em sẽ đền các chị 10 lần luôn nha các chị nhá. Nhận hàng áo giữ nhiệt này, nếu mà không đẹp như lời em nói, em sẽ sẵn sàng đền cho các chị 10 lần luôn. Em tự tin nói về sản phẩm như em như thế thì các chị phải hiểu là cái chất lượng nó như thế nào thì em mới dám nói như nhá. Dám nói như thế nhá. Cái áo em đang mặc mã 06 là có giá 69k chị nhá. Chị ơi, cái này là fully size, 63 cân đổ xuống các chị có thể mặc vừa nhá. Cái này là fully size, các chị 63 cân đổ xuống cũng có mặc vừa, rất là xinh. Đây Hương ơi, hai cái ship là 30.000 nhá chị nhá. Đồng giá ship là 30k. Thì ship đồng giá là 30k chị nhá. Các chị lấy hai cái, năm cái, một cái cũng giá ship là 30k. Dáng áo này các chị này. Chị Tô Sao ơi, chị muốn cân cao bao nhiêu ạ? Cao bao nhiêu ạ? Các chị để lại cân nặng và chiều cao để nhân viên nhà em gọi điện tư vấn cho chị nhá. Chị Vi Bình ơi, chị lấy hai cái mà mẫu đang mặc thì comment cho em là mã 06 game ạ. 06 kèm theo số lại game ạ. Rồi ok, chị Nguyễn Hoa mặc thổ cẩm rồi. Cho chị cho mình chưa vậy sốc. Chị ok cho chị Mỹ chuyên tặng một cái áo này. Các chị không lấy là tiếc luôn nhá, các chị không lấy sẽ là tiếc luôn. Chị Ba Lan Nguyễn ơi, cái mã 06 lạ, vải nhung chị nhá, vải nhung ạ. Rất là đẹp luôn, chất vải cực kỳ mềm và mịn luôn ạ, sờ vào rất là mềm luôn ạ. Đúng rồi, đây là tay lỡ nhá các chị ơi. Cái chất áo này các chị yên tâm đi, đảm bảo chất áo cho các chị. Em nói rồi, các chị cứ nhận áo giữ nhiệt này đi. Không đẹp như lời em nói rồi, thì em sẽ sẵn sàng để cho các chị 10 lần luôn. Cái mã 06 em đang mặc này rồi, ok chị nhá. Có cỡ to. Chị Mai cỡ to thì đợi qua em qua lên đi chị nhá. Cỡ to đợi em qua lên các chị nhá. Còn hiện tại là mã 06 này. Thì comment lên là 06 kèm theo số điện thoại em nhé. Em thấy rất nhiều chị rất thích là không thích 06 rồi ạ. Nhưng các chị hỏi nhiều hỏi ra nhưng mà các chị vẫn chưa biết cách đặt hàng thì em sẽ nói lại cái đặt hàng cho chị nhá. Cái đặt hàng là các chị comment lên là mã số kèm theo số điện thoại em ạ. Không có số điện thoại là bên em hủy đơn luôn các chị nhá. Màu xanh này à chị Vĩ Bình? Màu xanh này à? Chị ơi, nói chung là cái dáng áo nó chỉ là khác màu thôi. Còn lên dáng nó cũng như thế này nhá các chị nhá. Màu xanh hay là màu thổ cẩm, lên dáng áo nó cũng là như em, dáng áo như em đang mặc nó chỉ là khác màu thôi các chị ạ. Dáng áo nào lên nó cũng như thế. Tại vì đây là một lô của nó sản xuất ra mà các chị. Cùng một cái máy nó dập khuôn mà chị ơi. Đây các chị ngang lên hai cái hồng đen màu thổ cẩm này cho chị Kim Anh, hai cái 06 này. Ok chị Kim Anh ạ. Cho chị Vi Bình nhá. Các 1m45 vừa chị ơi, 1m45 vừa. Cho chị Tô Thị Hương hai cái 06 này màu xanh và màu em đang mặc rồi. Ok chị Tô Thị Hương nhá. Chế nào lấy thì nhanh tay thôi ạ. Tại vì cái mã này còn rất là ít hàng cho chế nhá. Rất là ít hàng đấy ạ. Các chế nào nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết luôn ạ. 69k một áo các chị gái ơi, 69k một áo ạ. Chị Maria Nguyễn ơi, mã 06 là vải nhung chị nhá. Vải nhung ạ. Đây là vải nhung các chế ơi, đây là vải nhung ạ. Em không mặc quần đâu ạ. Nhưng em chỉ mặc áo thôi, không mặc quần chị gái nhá. Em 1m50 mặc được. Chị Thủy Ngô ơi, 1m50 mặc được. Em muốn chị mặc xem có giả lắm không? Chị không giả đâu. Không giả, màu xanh này làm gì mà giả chị đây. Chị đây. Em thấy Kiều ơi, chị mua hai cái thì comment cho em điện thoại cho em ạ. Cho chị Mai Ngọc hai cái màu xanh này. Cho chị Maria Nguyễn ba cái nhá. Ok chị Maria Nguyễn ạ.
áo này 69k. Em nói thật các chị, hãy mua 3 màu, mua 3 cái về mặc đổi màu dần các chị ạ. Cái này không thừa đâu, em nói đây. Bây giờ chưa mùa đông, chưa lạnh lắm nên chưa cần thiết. Nên sau này mùa đông nó lạnh ấy, các chị mặc giữ nhiệt nhá. Mặc giữ nhiệt ở bên trong, sau đó các chị khoác thì em ở bên ngoài rất là ok nhá. Chị Nga Nguyễn 06 màu xanh này và màu hồng này cho chị Nga Nguyễn một cái 06 màu cầm. Chị Nga Nguyễn ơi, chị để lại số lại cho em nha, phải có số lại bên em chưa đâu chị nhá. Chị Lương Trần ơi, nhân viên anh ngồi điện trước đây rồi là gửi rồi chị nhá. Cái mã 06 cực kỳ là đẹp luôn nha tình yêu ạ. Mã 06 quá đẹp luôn mà giá có 69k đấy ạ. Đấy khách chia sẻ live stream ạ. Chị Út em ơi, hàng đặt 3 ngày rồi chưa thấy à? Rồi chị đợi cho em ngày mai nữa nhá. Chị đợi cho em ngày mai để em liên lạc với bưu điện ạ. Có màu khác đây ạ. Có màu thổ cẩm luôn. Có màu thổ cẩm. À có màu thổ cẩm đấy ạ và màu xanh này chị gái ơi. Có màu xanh và màu thổ cẩm các chị nhá. Đây, cái dáng áo lên màu, cái dáng áo lên người nó sẽ giống nhau, nó chỉ là khác màu thôi các chị nhá. Đây nhá. Đẹp chưa các chị này? Áo giữ nhiệt tay lửng nhá. Cái này cái vải nó không phải là dày quá các chị ạ. Chị Nguyễn Như ơi, chị muốn lấy cái áo mà bạn mặc phép ở bên ngoài rất là đẹp. Là 06 nhé, kèm theo màu đỏ vào và số lại cho em. Rồi, chị nào lấy cái màu, chị nào lấy màu nào thì các chị có comment là màu cộng với số điện thoại nhá. Rồi chị ok chị 06. Em chào chị Ngô Hoài Thương nhá. Em chào chị Hoài, chào Thương ạ. Chào chị Thương. Chị Lê Hương ơi, lấy áo em đang mặc thì chị để lại số điện thoại cho em nhá. Ok chị Vi Bình nhá. Không còn cỡ S đâu chị ơi, cái này là cái này các chị gầy okay, các chị béo đều mặc được. Rồi chị Kết ơi, xỉ thì nhắn tin qua Messenger cho em chị gái nhá. Chị Kết ơi, chị muốn lấy xỉ thì comment cho em điện số điện thoại ạ. À. Phải nói là 06 quá là đẹp luôn các chị ạ. À. Quá là đẹp luôn và cả cái giá của nó quá là bèo luôn chị ơi, cái giá của nó quá là rẻ luôn các chị ạ. À. 69k một áo quá là rẻ luôn. Rồi, em. Ok thì Ngô nhé các chị ơi, chị nào muốn lấy xỉ thì các chị comment cho em số điện thoại nhé. Để sáng ngày mai nhân viên sẽ gọi điện để báo giá xỉ các chị nhé. Các chị muốn báo giá sớm nhất, nhanh nhất và nhận hàng sớm nhất thì các chị vui lòng để lại số điện thoại ạ. Vui lòng để lại số điện thoại để nhân viên nhanh. Rồi, em cảm ơn chị Huệ nhá. Cảm ơn chị Phan Thị Kim Huệ này đã chia sẻ, cảm ơn chị rất là nhiều luôn đã chia sẻ ủng hộ bài chị giúp em nhá. Phương ơi, chị lấy hai cái mà canh mà mẫu năm bằng thì comment cho em là 06 ạ. 06 kèm số điện thoại. Em thấy rất nhiều chị rất là thích cái mã 06 rồi nhưng mà lại vẫn chưa biết cách đặt hàng ạ. Rất nhiều chị rất là thích cầu nhưng mà lại không biết cách đặt hàng, các chị đặt hàng thì comment cho em là 06 kèm theo số điện thoại nhé. Không có mã, không có hai màu này, hủy đơn luôn nhá. Hai màu này các chị ơi. Nhiều chị lại bảo màu thổ cẩm à. Ok chị Nguyễn Mai Phương, chị Nguyễn Mai Phương để lại số điện thoại cho em nha. Phải có số điện thoại bên em mới cho đơn cho chị nhá. Còn không có số điện thoại là em xin phép được hủy đơn luôn cái tình yêu ạ. Màu hồng rất là xinh này. Màu thổ cẩm này cũng rất là xinh này. Màu 06 màu tím đúng nhá. Rồi. Có màu tím, màu đỏ, màu xanh ạ. Rồi mình thấy số điện thoại của bạn Vi Bình rồi nhá. Em ở đâu? Chị ơi em ở Trung Mỹ chị nhá. Chị Tăng Nguyễn nhá. Quá đẹp luôn này, cái mã 06 cực kỳ là đẹp luôn ạ. 06 kèm số điện thoại nhá. Các chị ơi 06 kèm số điện thoại để được chốt hàng nhá. 06 3 màu rồi. Ok, Hoàng Khánh này. 69k một áo các chị ạ. Các chị hãy lấy 3 cái đi. Lấy 3 cái mà thay đổi không thừa đâu các chị ơi. Nó rất là rẻ luôn. Sang nữa em bán quần thì sang nữa nhá. Bên em chuyên về áo này nhá. Chuyên về áo thôi ạ, không bán quần đâu ạ. Không bán quần nhá. Các chị nhìn thấy dáng áo đẹp chưa ạ? Dáng áo phải đẹp là hút hồn luôn các chị ạ. Giá quá nó cũng là đẹp luôn. Giá quá là đẹp luôn. 69k quá rẻ nhá. 3-4 ngày nhận được hàng luôn ạ. Bây giờ em sẽ qua mẫu 07 nhá. Không khoảng này hơi lâu rồi. Nhiều chị lấy 06 bây giờ em sẽ qua luôn mã 07 này. 59 chân vừa chị Hồng Hoa nha. Cực kỳ đẹp luôn rồi. Ok chị Nguyễn Liễu cho chị Nguyễn Liễu một cái màu xanh 06 này. Cho em này. Bây giờ em sẽ qua luôn mã 07 nhá các tình yêu nhá. Rồi ok chị Mỹ Duyên tặng nha. Ngày mai nhân viên em sẽ gọi điện để chốt đơn hàng các chị nhá. Nên các chị vui lòng vào sáng ngày mai cầm điện thoại cho em ạ. Sáng ngày mai em sẽ gọi điện để chốt đơn hàng các chị yêu nhá. Chế nào mà lấy xỉ thì vui lòng để lại số điện thoại để ngày mai nhân viên em sẽ gọi điện để chốt xỉ luôn các chị nhé và báo giá xỉ luôn ạ. Chị lấy áo em đang mặc trong người 5 cái rồi. Ok Thương Võ ấy, chị Thương Võ ơi. Ngày mai em sẽ gửi hàng chị luôn nhé chị Thương Võ nhá. Chia sẻ rồi cảm ơn chị Thảo Ngô, Thảo Hôm nha. Bây giờ em sẽ con luôn mã 07 ạ. 07 giá là 79k tình yêu nhá. Một cái áo len màu vàng rất là nổi da luôn ạ. Chất vải thì khỏi phải bàn luôn. Quá là xinh luôn. Đẹp luôn ạ. Cổ tim cực kỳ là xinh luôn các chị nhá. Chia sẻ rồi, em cảm ơn chị Thảo Hồ nhá. Chia sẻ rồi, cảm ơn chị rất là chị nhiều. Tân Tài Ngô một cái mã 06 hồng này cho chị Nguyễn Mai Phương một cái mã 06 ạ. Cái mã 06 đúng là mã hot hit bên nhà em luôn. Quá là rẻ, quá là đẹp luôn các chị ạ. Mã 06 quá rẻ, quá đẹp luôn các chị ơi. Hiện tại là em đang qua mã 07 rồi các chị gái ơi. Hiện tại là qua mã 07 rồi nha các chị nhá. Qua mã 07 chị rồi ạ. Chị Nguyễn Thư ơi, chị lấy cái nào thì comment cả mã số của em với chị Nguyễn Thư nhá. Cái mã vừa rồi là 06 chị nhá.
Các chị ơi, các chị đừng comment là lấy cái em đang mặc, tại vì em mặc rất là nhiều cái luôn. Các chị phải comment đúng mã số nhá, để tránh trường hợp gửi nhầm mẫu. Thì các chị hãy comment đúng mã số cho em đi ạ. Các chị mà comment là lấy cái giống em đang mặc thì sẽ bị dễ bị nhầm mẫu đấy ạ. Tại vì em mặc rất là nhiều mẫu luôn các chị nhá. Bình thường cái mã 06 luôn nhá. Rồi, hiện tại qua mã 07 này các chị gái ơi. Hiện tại là em đang qua mã 07 rồi các chị nhá. Mã 07 là 79k lại qua hàng len đấy các chị nhá. Bây giờ thì em lại bắt đầu qua hàng len đây ạ. Đây là hàng len áo vàng cổ tim các chị nhìn thấy không ạ? Đây là áo vàng cổ tim các chị gái này, áo vàng cổ tim nhá, 07. 05 còn nha chị Lệ Nguyễn ơi, 05 kèm số điện thoại cho em nhá, 05 còn hàng ạ. Còn hiện tại là em đang qua mã 07 rồi các chị gái nhá. Mã 07 là 79k một áo len ạ. Bây giờ là mã 0 mấy ạ? 08 không? 07 07 07 còn giá là 79k này, các chị chia sẻ live stream với chị nhá. Các chị yêu ơi, các chị muốn mua hàng giá rẻ được giảm giá 20.000 đồng đến 50.000 đồng thì các chị chia sẻ bài cho em ạ. Khi chia sẻ em bài mua... sẽ được giảm giá ngay 20.000 đồng đến 50.000 đồng luôn các chị nhá. Rồi chị Thúy Kiều ơi, chị comment là để lại số điện thoại nhà ngày mai nhé, em sẽ chốt đơn lại nhé chị Kiều nhá. Chị Kiều ơi, em đã gọi điện rất là nhiều lần rồi nhưng mà các chị đã không cầm máy đấy ạ. Rồi cho chị Thương với một cái mã 06 ạ. Rồi ok, ngày mai em gọi lại cho chị Phạm Thúy Kiều, cho đơn chị Phạm Thúy Kiều cầm máy giùm nhá, chị Thúy Kiều nhá. Bây giờ là qua luôn mã 07 này. Mã 07 là một cái áo rất là xinh luôn ạ. Áo màu vàng rất là yêu luôn ạ. Mặc cực kỳ nổi da các chị nhá. Thế nào mà da hơi ngâm lên là da trắng, mặc rất là xinh luôn. Cực kỳ nổi da luôn ạ. Hàng cổ tim cực kỳ là xinh luôn, chất vải thì quá là đẹp luôn ạ. Rồi cho đơn 05 cho chị Lệ Nguyễn nhá. Chị Lê Nguyễn cho đơn 05 này, có màu mà khác. Chị ơi, hiện tại mã 07 chỉ có màu này thôi ạ. Hiện tại mã 07 chỉ có màu này thôi. 07 có màu nào thì nhà em sẽ chia sẻ luôn ạ. Sẽ giới thiệu luôn các chị nhá. Tấn Tài Ngô. Okay, em cảm ơn chị Tấn Tài Ngô đã chia sẻ bài giúp em nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều đã ủng hộ em này, đã chia sẻ bài giúp em. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài giúp em đi ạ. Rồi, em cảm ơn chị Út Xua này đã chia sẻ bài. Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy ở góc màn hình bên tay phải đúng không ạ? Có nút chia sẻ, mỗi người hãy ấn vào đó cho em xin một nút chia sẻ đi ạ. Cho em xin một nút chia sẻ đây ạ. Khi các chị chia sẻ bài sẽ được giảm giá ngay 20.000 đồng đến 50.000 đồng trên một sản phẩm các chị nhá. Đúng rồi ạ. Và chị nào đã chia sẻ rồi hãy comment là đã chia sẻ giúp em để em biết, để ngày mai nhân viên em gọi điện sẽ được giảm giá cho các chị ạ. Còn thế nào mà không chia sẻ sẽ được bị đắt hơn một chút các chị nhá. Rồi ok, chị Kim Anh thêm một cái mã 07 này. Chị Hiền ơi, chị lấy 07 để lại số điện thoại cho okay, em nhá. Chị Vi Bình nhá, chị Vi Bình ơi, em rất là chị Vi Bình rồi nhá. Các chị ơi, đây là hàng Quảng Châu các chị nhá. Áo len nhà em thì là chuyên hàng Quảng Châu thôi các chị ạ. Áo len tất cả đều là áo Quảng Châu các chị nhá. 62 cân vừa chị ơi, 62 cân vừa. Áo len đều là áo Quảng Châu. 79k luôn các chị này. Giá và chất lượng quá là đẹp luôn các chị nhá. Chất lượng và áo rất là đẹp luôn. 06 màu hồng còn không em còn. Chị Đình Trường ơi, 06 kèm số điện thoại cho em nhá. 06 kèm số điện thoại cho em. Các chị có nhìn thấy không ạ? Toàn bộ là hàng Quảng Châu nha các chị nhá. 65 ký mặc vừa chị ơi, nó có độ co giãn này chị này. Nó có độ co giãn nha chị nhá, 65 ký cũng có thể mặc vừa ạ. Rồi cảm ơn chị Thảo Hô đã chia sẻ bài giúp em nha. Cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Các chị ơi, các chị hãy cảm nhận chất vải đi này các chị này. Các chị hãy tận mắt cảm nhận chất vải đi này. Cái này 65 ký độ số mặc vừa chị ơi. Rồi, cảm ơn chị Như rất là nhiều. Cảm ơn rất là, các chị rất là nhiều luôn đã chia sẻ bài giúp em và đã ủng hộ bên shop Thủy Nguyễn này. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chị nào chia sẻ thì được giảm giá 20k trên một sản phẩm nhá. Không chia sẻ thì có giá là 99k. 79k dành cho chị nào chia sẻ thôi ạ. Rồi, 707 đã chia sẻ. Rồi, em cảm ơn chị Ngân Thạch Kim rất là nhiều luôn. Cảm ơn tất cả đến mọi người này. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ bài giúp em nhá. Đây ạ. 69k một áo, các chị có thấy đẹp không ạ? Giá áo rất là đẹp luôn các chị nhá. Thân Thi ơi, giá là 79k nhá. 79k là các chia sẻ livestream, mọi người không chia sẻ giá là 99k chị nhá. Đúng rồi, các chị mà không chia sẻ thì em bật màn giá 99k nhá. Cái này có màu vàng nhá, có màu vàng đây chị nhá. Không phải, hiện tại chỉ có màu vàng thôi. Các chị ơi, có màu nào thì nhé sẽ giới thiệu màu luôn nhá. Quá đẹp luôn ạ. Chất vải thì cực kỳ đẹp luôn. Chị Vân Nguyễn ơi, giá là 79k chị nhá. 79k luôn. Chất vải thì cực kỳ mềm và mịn luôn các chị ạ. Quay mới là thoải mái ạ, không hề bị bay vải, rách vải, ngã vải chị nhá. Còn chị Nguyễn Mai Phương nhá, còn màu tí lại mặc cái màu này. 06 còn màu hồng chị Nguyễn Mai Phương nhá. Chị Phương Nguyễn ơi, giá là 79k chị ạ. 79k là khách chia sẻ livestream ạ. Còn không chia sẻ giá là 99k chị nhá.
Các chị được chia sẻ bài sẽ được giảm giá ngay 20.000 đồng đến 50.000 đồng đây nhá. Sẽ tiến gần cho các chị nhìn rõ chất áo hơn này các chị này. Các chị nhìn thấy chất len bên nhà em không? 45 ký vừa chị ơi, các chị nhìn thấy chất len bên nhà em không ạ? Các chị hãy cảm nhận chất len bên nhà em này các chị này. Các chị hãy cảm nhận chất len bên nhà em quá là đẹp luôn, không có áo nam đâu chị ơi, nhà em chuyên áo nữ thôi ạ. Nhà em chỉ chuyên áo nữ thôi các chị nhá, có 79k một áo nhá. Các chị mix với váy, mix với váy cũng rất là đẹp luôn các chị này. Bây giờ em sẽ qua mã 08 luôn chị nhá. Chị Tài ơi, bên tiếp thứ hai phẩm lên chị nhá. Tiếp hàng thứ hai phẩm lên ạ. Thế các chị lưu ý cho em nhặt đủ cho em từ hai sản trở lên ạ. Bên em một sản phẩm không ship các chị nhá. Bây giờ em sẽ qua luôn mã 08 ạ. Mã 08 là một cái mã cực kỳ là hot hit ở bên nhà em nhé các chị nhá. Chất vải là cực kỳ đẹp luôn ạ. Quá đẹp luôn này. Mã 08 giá là 79k tình yêu nhá. Mã 08 ạ. Mã 08 79k. Thầy khách chia sẻ livestream còn không chia sẻ sẽ có giá là 99k ạ. Rồi ok, cảm ơn chị Nguyễn Trang đã chia sẻ bài cho em ạ. Ok chị Nguyễn Hiền nhá. Bây giờ sẽ qua luôn mã 08 ạ. Mã 08 là một cái áo màu đen có ren ở ngực rất là xinh luôn ạ. Cực kỳ là yêu luôn. Cổ bao phân các chị nhá. Mẫu 08 này có lẽ phải đứng gần màn hình cho các chị nhìn. Tại vì đây là màu đen, nó lại màn hình nó lại tối nữa. Đứng xa để các chị không nhìn thấy gì đâu. Chị Thu Trần ơi, chị muốn lấy hàng nhanh, nhận hàng sớm nhất thì chị hãy nhắn tin, chị hãy comment cho em số điện thoại nhá. Các chị muốn nhận hàng sớm nhất thì các chị vui lòng để lại số điện thoại. Còn áo cánh rơi chị ơi, áo cánh rơi nhà em like rồi đấy. Bên em lượng ngân hàng rất là quá tải. Nhắn tin cũng không trả lời. Chị Phu Trần ơi, không phải là không trả lời đâu. Tại vì nhắn tin cái số lượng messenger quá là nhiều. Nhà em chưa check hết được tin nhắn đấy ạ. Không phải là nhà em không trả lời đâu chị ạ. Nhà ai em cũng trả lời và chị nào em cũng muốn bán áo cho mà. Có phải là không muốn bán áo cho các chị đâu. Các chị muốn nhận hàng sớm nhất và nhanh nhất thì các chị vui lòng để lại số điện thoại cho em ạ. Để lại số điện thoại bên em sẽ ngày mai em sẽ gọi điện chia sẻ đó. Chia sẻ đó rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Mai Phương rất là nhiều nhá. Đã chia sẻ bài giúp em này. Đây là bên em không thể nào mà check hết tin nhắn được đâu ạ các chị nhá. 063 cái rồi, bây giờ chị Đình Trường vẫn 06. Chị Đình Trường để lại số điện thoại cho em chưa? Chị Đình Trường để lại số điện thoại chưa ạ? Còn hiện tại là em đang qua mã bao nhiêu nhỉ? 08 rồi ạ. 08 ạ. Các chị ơi, đây là 08 áo ren nhé các chị nhá. Cổ pha ren này. Đứng xa thì màn hình nó hơi tối một chút nên sẽ đứng gần nếu các chị nhìn thấy rõ nhá. Cái màu đen này đứng xa thì các chị sẽ không nhìn thấy cái gì. Các chị sẽ không nhìn thấy cái ren ở cổ áo này. Ôi trời, tối quá, cái màu đen này mặc phản màu tối ghê cơ. Tại vì cái phong nhà mình view hôm nay nó bị tối. Nhìn nó mất cả cái dáng áo của nhà mình. Đúng rồi, chị Oanh ơi, cái dáng này là giống cái màu 03 vừa nãy đấy, nhưng nó là màu đen chị nhá. Giống cái màu 03 màu đỏ vừa nãy, nhưng là đây là màu đen nhá. Màu đen thì em sẽ lấy là mã 08 của chị nhá. Đây ạ, hiện tại là em đang mặc quả mã 08 đây các chị này. 08 kèm số điện thoại cho em nhá. Đưa đây để em tí móc cho. 08 kèm số điện thoại đi ạ. 08 79k các chị nhá. Chị giới thiệu áo đi, em đứng xa các chị không nhìn thấy cái gì đâu. Chị Sáu Bùi ơi, áo đang mặc là có màu đen là màu đỏ chị nhá. Ok chị Sáu Bùi, chị Sáu Bùi hai chiếc. Chị Sáu Bùi ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Phải có số điện thoại và mã số bên em giúp đơn hàng chị nhá. Sáu Bùi nhá. Em thấy có rất nhiều chị rất thích cái mã 08 rồi nhưng mà lại chưa biết cách đặt hàng. Thì em xin nói lại cái đặt hàng này. Các chị muốn lấy mã nào thì có bên em mã số và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Rồi ok chị Kiều Tiên Nguyễn này, một cái mã 07 này. Mã 08 cực kỳ đẹp luôn ạ, có pha ren ở trước ngực rất là xinh luôn. Cổ ba phân cực kỳ là yêu luôn ạ, 65 cân đầu vời là một vướng chị nhá. Hàng co giãn mặc cực kỳ là thoải mái và dễ mặc luôn ạ. Chất vải thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Bây giờ ghi lại mã nhá, ghi lại là mã 08 đi ạ. Ừ, 08. Mã 08 cực kỳ đẹp luôn tình yêu ạ. 79k thì các chị thể live stream với em ạ. Đúng rồi chị Hạnh Nguyễn ơi, cái mã 08 số 03 chị nhá. Cái 03 là màu đỏ, nhưng cái 08 là màu đen chị nhá. Thế là mấy màu đen thì comment cho em là mã 08 cho em ạ. 08 kèm số điện thoại nha các chị nhá, rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đây là cái màu hot hit nhất ở bên nhà em luôn ạ. Cổ ba phân cực kỳ là đẹp luôn này. 08 là màu giống canh đang mặc nha các chị này. Chị Hạnh Nguyễn ơi, giá là 79k chị nhá. 08 này là giống canh đang mặc nhá các chị nhá. Bực mình cái view hôm nay quá, tối. Tối ơi là tối, nhìn làm không nhìn rõ cái áo. 08 màu đỏ rồi, ok chị 08 màu đỏ nhá. 08 có hai màu này các chị này. Có hai màu nhá các chị nhá, đấy nhé. Tối này chị phải mặc theo canh màu đỏ nhìn nó mới rõ ấy. 08 có hai màu các chị này, 08 có hai màu đỏ và màu đen. Màu đỏ và màu đen nhá các chị nhá. 08 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. 08 kèm màu kèm số điện thoại để được chốt đơn hàng nhá. 08 có hai màu các chị gái ơi, đó là màu đỏ và màu đen này. Các chị hãy comment 08 kèm số điện thoại bên cạnh nhá để được chốt hàng. Chị
trần dài ngon cái lá 08 ạ. Quá đẹp luôn các tình yêu nhé, chất vải thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây là chất là hàng len Quảng Châu loại 1 của bên nhà em các chị nhé. Hôm nay phong hơi tối một chút nên là không thể nhìn rõ được cái dáng áo, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok, Thảo Hô các chị, Thảo Hô một cái mã 08 màu đen ạ. Rồi phải đúng màu, rồi ok anh Đinh Tường nha. Cho chị Hiền Kết một cái mã 03 màu đỏ này. Không đúng màu thì em cũng không gửi đâu, các chị yên tâm. Phải đúng gửi đúng màu, đúng size, đúng cỡ cho các chị mặc vừa. Các chị yên tâm nhá, các chị cứ để lại số điện thoại đi ạ. Còn lại số lượng rất là ít thôi ạ. Nên các chế nào muốn lấy hàng thì nhanh tay là hàng cho em nha. Không nhanh tay là hết hàng đi ạ. Em chào chị Thanh Nguyễn nhá, em chào chị Thanh Nguyễn ạ. Bây giờ em sẽ qua mã 09 luôn các chị gái nhá. Ồ, rồi, bây giờ em sẽ qua luôn cái mã 09 này để các chị dễ nhìn hơn nhá. Cái mã 08 rất là đẹp luôn nhưng mà không hơi tối nên là không rõ lắm các chị ạ. Mẫu 08 thì cực kỳ đẹp và xinh luôn. Nhưng mà không hơi tối một chút nên là không được đổi áo lắm ạ. Không tối này chắc mai phải đổi rèm rồi. Rồi bây giờ em sẽ qua luôn mã 09 ạ. Chị Phạm Hạnh ơi, size này là 65 cân đồ mày mặc vừa chị nhá. Chế các chế cứ comment cân nặng và chiều cao em sẽ tư vấn ạ. 49 cân vừa chị Đinh Tường nhá, vừa chị ạ. Ngày mai nhân viên nhà em gọi điện sẽ chốt đơn và chốt size luôn các chế nhá. Chế nào mà không vừa sẽ không gửi đâu ạ. Bây giờ cho con luôn mã 09 này. Mã 09 là có giá là 79k ạ. Chế khách chia sẻ livestream ạ. Khi các chị chia sẻ livestream sẽ được giảm giá ngay 20-50.000 đồng trên một sản phẩm các chị nhá. Rồi, bây giờ sẽ qua mã 09 này các chị gái ơi. 0979K này các chị gái ơi. 09 là kẻ hồng, kẻ đỏ đấy ạ. Mặc cái này là con sáng hơn một chút. Mặc cái này đứng ở trong video có sáng hơn một chút. View hôm nay hơi buồn. View ở ngoài nhà em hơi bị tối một chút. Tại cái rèm màu kia. Hôm nay đặt cái rèm màu kia là tối quá. Nhìn là tối cả cái màn hình luôn. 08, à 09 nhá các chị nhá. Đây là 09 nhá, đúng không chị? Đúng rồi, 03 và 08 giống nhau, nó chỉ là khác màu thôi các chị gái nhá. 03 và 09, 08 là giống nhau. Em cảm ơn chị họ, cô Ngốc Họ Phạm nhá, đã chia sẻ bài. Em cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Các chị hãy chia sẻ bài đi. Các chị hãy chia sẻ bài để cho đồng bọn láng giềng anh em vào đây được mua hàng giá rẻ các chị gái nhá. Để mọi người đều vào đây mua được hàng giá rẻ này, tránh trường hợp tiếc cho mọi người là phải mua hàng đắt nhá các chị nhá. Hãy vào nhà Thủy Nguyễn đi, có 79.000 thôi các chị ạ. 79.000 thì không ai vào nhà Thủy Nguyễn là rời ra lại không mua được cái gì. Ai vào nhà Thủy Nguyễn ít nhất cũng phải mua được hai cái trở lên. Tại vì cái hàng là quá là rẻ, chất lượng thì quá là đẹp luôn các chị ạ. Hàng nhà Thủy Nguyễn là hàng Quảng Châu ấy các chị nhá, đảm bảo cho các chị luôn, luôn bao chất cho mọi người nhá, luôn bao chất cho mọi người. 08 là 79k chị Hiếu ạ. 08 là 79k các chị gái ơi đây ạ. Đứng gần này cho các chị nhìn thấy chất vải đi. Các chị nhìn thấy vải đẹp không ạ? Đây ạ, đứng xa là dáng áo nó là như thế này các chị nhá. Đứng xa dáng áo nó là như thế này ạ. Rất là đẹp luôn ạ, chất vải cực kỳ mềm và mịn luôn các chị nhá. Giặt máy giặt thoải mái, quay thoải mái, không hề bị bay vải rách vải đâu các chị yêu ạ. Quá đẹp luôn. Một cái má cực kỳ là hot hết bên nhà em luôn ạ. Thế nào nhanh, thế nào đặt hàng nhanh tay cho em. Có bên em là 09 kèm theo số lượng riêng đi ạ. Rất là xinh luôn. Mặc kẻ đỏ cực kỳ là yêu luôn các chị nhá. Mặc rất là trẻ trung năng động luôn ạ. Chị Phạm Thị Kim Huệ ơi, thì đấy 09 thì có bên em là 09 kèm theo số lượng riêng nha. Cực kỳ đẹp luôn cái tình yêu này. Các chị nhận hàng các chị chỉ có thích trở lên đây ạ. Chất vải cực kỳ mềm và mịn các chị nhá. Quá đẹp luôn, quá là đẹp, quá là xinh luôn này. Thế nào đấy thì có bên em là 09 đi ạ. Màu đỏ nhìn rất là trẻ trung năng động luôn. Mã 09 có màu kẻ đen các chị nhá. Có kẻ đen là kẻ đỏ chị ạ. Ok, cho chị Hiền Kết một cái mã 09 ạ. 09 kèm số điện thoại để được cho đơn hàng nhá các chị gái nhá. 79k một áo thôi, quá là rẻ, quá là chất lượng luôn. Bên nhà Thủy Nguyễn sẽ luôn là bao chất lượng cho mọi người nhá. Sẽ luôn bao chất lượng này, bao giá cho mọi người luôn. Mọi người cứ đi tham khảo hết giá đi. Cứ đi tham khảo hết giá đi ạ. Cứ đi tham khảo hết giá này, xem có nhà ai bán rẻ hơn nhà Thủy Nguyễn không. Nhà Thủy Nguyễn bán cũng giá quá rẻ rồi, quá rẻ luôn các chị ạ. Chất lượng thì các chị yên tâm luôn nhá. Bán hàng cho các chị này, bán hàng cho các chị để làm sao ạ? Để cho các chị nhận hàng này, lần sau các chị mua áo các chị lại nhớ đến nhà Thủy Nguyễn luôn. Đảm bảo với các chị là các chị mua áo nhà Thủy Nguyễn các chị sẽ bị nghiện luôn đấy ạ. Sẽ nghiện luôn, sẽ không mua được áo nhà ai khác nữa đâu. Bên em nhập hàng trực tiếp tại Quảng Châu và không mất chi phí tiền mở cửa hàng, không mất chi phí tiền thuê nhân viên, không mất chi phí tiền thuê mặt bằng. Nên hàng cực kỳ là rẻ luôn các chế nhá. Chế nào mà nhập xỉ thì comment cho em mạng điện thoại để ngày mai nhân viên sẽ gọi điện để chốt xỉ các chị nhá. Mã 05 chị ơi, thì xem lại mã 05 thì vui lòng xem lại đây xin em chị nhá. Chị Nguyễn Như nhá. 65 cân vừa chị Quang Nguyễn nhá.
65 cân đổ về là vừa chị ạ. Cái này tối không? Không, cái này sáng. Em dậy tối mà. Sáng á? Người ta nhìn đèn vàng đúng không? Cho chị Phạm Thị Kim Mê của cái mã 09 ạ. Ok chị liên kết nhé, chị liên kết là chị lại số điện thoại để ngày mai em sẽ gọi điện để chúc chị cho chị nhá. Ok chị liên níu một cái mã 08 màu đen này. Quá là đẹp luôn tình yêu nhé, một cái áo màu đỏ rất là trẻ trung năng động luôn ạ. Kẻ đỏ là cái màu rất là trẻ trung và năng động luôn các chị nhá. 61 cân mộc 10 chị Nguyễn Huê nha, chị Huê Nguyễn nha. Các chị có để lại chiều cao cân nặng để ngày mai nhân viên em sẽ gọi điện để chốt size chốt số các chị nhá. Chị Hiền Kết ơi, áo cái dây hiện tại em thì có màu đỏ đó chị nhá. Các chị muốn xem lại thì các chị vui lòng xem lại like giúp em đi ạ. Mẫu bé rồi ok, bây giờ mình sẽ qua luôn mẫu mới các chị này. Bây giờ mình sẽ qua luôn mẫu 10 đấy. Mã 10, thì ok chị ạ. Chị Vân Nguyễn ơi, mua hai cái có ship chị nhá. Ship tổng giá là 30.000 các tình yêu ạ. Các chị lấy 2 chiếc, 1 chiếc hay lấy 5 chiếc cũng đều đồng giá ship là 30.000 ạ. Bây giờ mình sẽ qua luôn mẫu không mã 10 ạ. Chị Nguyễn Trang ơi, vừa em đã lên áo đen cánh dơ rồi chị nhá. Các chị muốn xem lại cánh dơ để vui lòng xem lại trên dưới em ạ. Bây giờ em sẽ qua luôn mã 10 này. Mã 10 79k giày hack chia sẻ ạ. Các chị chia sẻ sẽ được giảm giá ngay 20-50.000 đồng cho một sản phẩm với chị nhá. Chua chua, mã 10 này đẹp quá. Chị Quang Nguyễn ơi, chị lấy một áo mã 9 rồi. Ok chị Quang Nguyễn ạ. Bây giờ em sẽ qua luôn mã 10. Mã 10 là một cái áo pha gen ở cổ rất là xinh luôn ạ. Đây cực kỳ là xinh luôn các chị nhá. Rất là tinh tế luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Chất vải thì khỏi phải bàn luôn ạ. Đẹp mê ly hút hồn luôn ạ. Từng đường kim mũi kỳ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây nhá các chị ơi, các chị nhìn thấy gen không? Các chị nhìn thấy gen ở cổ áo chưa? Quá là tinh tế, quá là đẹp luôn các chị nhá. Rất là đẹp luôn. 61kg mặc vừa, 61kg 1m60 mặc thoải mái chị ở Huế Nguyễn ơi. 61kg mặc 1m60 thoải mái chị nhá. Đây ạ, mã 10 các chị ơi, mã 10 kèm số điện thoại cho em nào. Mã 10 kèm số điện thoại nha các chị ơi. Cách thức mua hàng là sao ạ? Là mã số cộng số điện thoại nhá. Không có áo nam đâu ạ, bên nhà em chỉ bán áo nữ thôi các chị nhá. Chỉ chuyên áo nữ Quảng Châu thôi các chị ơi. Chuyên áo len Quảng Châu thôi các chị ạ. Mã 10 nhá, hiện tại là em đang mặc mã 10 các chị gái ơi. Mã 10 đóng hồng và các chị nhìn dáng áo này. Mã 10 đóng hồng cho các chị nhìn dáng áo nhá. Mã 10 là cái mã cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Là một cái mã hot hit ở bên nhà em ạ. Ra cái nào là hết luôn cái đấy các chị nhá. Một cái mã thần thánh của bên nhà em là cực kỳ là đẹp luôn. Pha gen cực kỳ là đẹp và cực kỳ là sang chảnh luôn các chị nhá. Mã 10 này còn rất là ít hàng nha các chị gái nhá. Giá thì quá là rẻ luôn, cực kỳ ưu đãi dòng khách chia sẻ. 45 cân vừa chị ơi, 45 cân cũng vừa. Nói chung là đây là hàng co giãn rồi các chị ạ. Hàng co giãn là rất là dễ mặc. Các chị đọc người đã, các chị béo để mặc được hết các chị yên tâm. Chị ơi, chị bên em đã gọi điện cho các chị rồi nhưng mà các chị chắc là không cầm máy đấy ạ. Buổi sáng ngày hôm nay em đã gọi điện cho các chị rồi ạ. Chị Huỳnh Vi ơi, chị muốn đặt lại hàng thì vui lòng để lại số điện thoại để ngày mai nhân viên em sẽ gọi điện lại để chốt đơn lại chị Huỳnh Vi nhá. Chị Quỳnh Vi nha. Chị Ngân Thạch Kim ơi, chị lấy mã 10 thì comment viên mã 10 kèm số điện thoại cho em nhá. Phải có số điện thoại bên em mới chốt đơn hàng các chị nhé. Còn không có số điện thoại thì em xin phép được hủy đơn luôn các chị nhá. Chị Nguyễn Hiếu ơi, chị lấy cái mã 10 rồi ok chị, cho chị Nguyễn Hiếu này. 48 cân, 48 cân vừa chị Nguyễn Hiếu nhá. Chị Cường Bùi ơi, chị lấy mã nào thì comment lên cả mã số chị Cường Bùi nhá. Các chị phải để lại mã số thì ngày mai nhân viên em chốt đơn hàng mới không bị nhầm đơn các chị nhá. Các chị mà không để lại mã số thì rất dễ bị nhầm đơn các chị nhá. Rất dễ bị mã gì ạ. Đây nhá, đóng hộp rất là đẹp luôn các chị này. Buông ra cũng rất đẹp nhá. Không mặn quần đâu chị ơi. Mã 10 là vải len nhá. Một cái vải len cực kỳ là đẹp luôn. Bên em là chuyên hàng len các chị nhá. Bây giờ là mùa đông rồi nên bên em sẽ chuyên về hàng len các chị nhá. Đây nhá, hôm ra nó sẽ như thế này chị luôn. Rất là tinh tế luôn các chị nhá. Có pha len ở cổ rất là xinh luôn. Cực kỳ đẹp và chất vải thì quá là ok luôn. Mềm và rất là mịn luôn ạ. Đúng rồi. Quay máy giặt thoải mái, quay thoải mái, giặt thoải mái, không hề bị bay vải, không hề bị nhão vải đâu ạ. Các chị cứ bỏ ra 79.000 mua áo bên nhà Thủy Nguyễn đi, sẽ không bao giờ bị thất vọng đâu các chị ạ, đảm bảo luôn nhá. Tại sao bên Thủy Nguyễn lại bán áo rẻ như vậy, có 79k lại được một cái áo quá xinh và quá đẹp như vậy? Bởi vì bên nhà em nhập hàng trực tiếp tại Quảng Châu với số lượng cực kỳ lớn luôn ạ. Và không mất tiền chi phí nhân viên, không mất tiền chi phí cửa hàng nên bên em mới có một cái giá cực kỳ ưu đãi dành cho các chị nhá. Các chị chia sẻ livestream sẽ được giảm giá ngay 20.000 đồng đến 50.000 đồng trên một sản phẩm các chị nhá. Chế nào mà đã chia sẻ rồi thì vui lòng nhắn tin là đã chia sẻ để bên em sẽ giảm giá luôn nha các chị nhá. Để ngày mai nhân viên gọi điện cho đơn sẽ giảm giá luôn các chị ạ. Chị gì đấy? Nhỏ Ken Linh ơi, một cái là 79.000 chị nhá.
Chị xin với là cái màu mã 10 này có màu bò nhá, là màu bò nè. Màu đỏ là màu bò đâu nhỉ? Đấy. Đâu? À đấy, sao không? Chị cầm tay nhá. Rất là đẹp luôn, thế nào lấy mã 10 có men duyên là 10 nhá chị nhá. Đây, dưới ấy. Ai lấy mã 10 có men duyên là mã 10 game ạ. Rất là xinh luôn, cái mã 10 này số lượng có hạn đó các chị nhá. Thế nào mà lấy đặt hàng nhanh lại cho em ạ. Nhanh lên đặt hàng cho em ạ. Mã 10 hiện tại là em đang mặc màu màu hồng đất nhá các chị nhá. Màu em đang mặc là màu hồng đất các chị gái nhá. Mã 10 0710 có số điện thoại rồi. Ok, cho đây cho chị ở Ngân Thạch Kim nhá. Ok chị. Các chị mà không là các chị tiếc đấy ạ. Các chị đi mua ở ngoài đảm bảo phải có giá 180-200 các chị nhá. Bên nhà Thủy Nguyễn bán hàng Quảng Châu chỉ có 79.000 một áo thôi. Không mua ở đâu được cái giá như bên nhà Thủy Nguyễn đâu các chị ạ. Luôn mang giá, luôn làm cái giá mềm nhất cho mọi người luôn. 79.000 một áo các chị gái nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Chị nào lên 10 thì comment là 10 giúp em nhá. 10 comment mã số. Mã 10 là một cái mã cực kỳ là hot hit ở bên nhà em luôn ạ. Ra cái nào là hết luôn cái đấy các chị nhá. Thế nào mà lấy nhanh cái hàng của em không là hết hàng rồi ạ. Cực kỳ đẹp luôn, chất vải thì quá là tuyệt vời luôn. Chất vải co giãn mặc cực kỳ là thoải mái luôn các chị nhá. 65 cân đồ về được vừa ạ. Thế nào lấy thì comment lên là mã 10 kèm theo số điện thoại cho em nhá. Rất là đẹp. 10 kèm số điện thoại các chị nhá. Có 79.000 một áo thôi các chị ạ. Có 79.000 một áo Quảng Châu cho thôi. Cho chị Long Bảo cái mã 10 hồng đất này. Cho chị Ngân Thạch Kim một cái mã 10 và mã 07 này. Cho chị Như Nguyễn một cái mã 10 này. Cho chị Tô Thị Hương một cái mã 10 này. Quá là đẹp luôn. Mã quá 10 đẹp luôn. Rất là xinh luôn nhá chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Có gen ở cổ rất là đẹp luôn. Cực kỳ tinh tế và đẹp luôn nhá chị nhá. Cổ 3 phân quá là yêu luôn này. Chất vải thì khỏi phải bàn luôn nhá chị nhá. Khỏi phải bàn luôn về chất vải ạ. Ok chị Tân Võ này. Chị Tân Võ số thoại rồi nhỉ? Ừ. Cho chị Tân Võ luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Các chế mà nhận hàng các chị có thích trở lên luôn các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Nếu không đẹp bên em không lấy tiền luôn ạ. Nếu không đẹp em hoàn tiền gấp tiền gấp 100 gấp 10 lần luôn các chị nhá. Chị Vân Nguyễn ơi, bên em không được coi hàng nhá. Tại vì coi hàng sẽ bị mất thêm phí nên là rất là tốn tiền luôn nên bên em sẽ không nhận ạ. Không xem hàng trước khi nhận hàng đâu chị nhá. Chị ơi, bây giờ mà kiểm tra hàng trước ấy là các chị ấy là chính các chị phải chịu thêm phí ship đến 30.000 đấy. Tiền ship đã 30.000 rồi. Bây giờ các chị mà xem hàng trước là các chị phải mất thêm 20-30.000 nữa, rất là tốn. Nên là sẽ không kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhá. Các chị tin tưởng thì các chị đặt hàng thôi ạ. Nhà em luôn đảm bảo gửi đúng size, đúng mẫu. Ở trên line như thế nào thì em sẽ gửi đúng như thế cho các chị nhá. Nhà em bán hàng lâu dài, không phải là bán hàng một lần để cho các chị mua rồi các chị chạy mất dép luôn. Nhà em bán hàng lâu dài, ngày nào nhà em cũng livestream ở trên đây. Các chị cứ nhận hàng đi, sau đó các chị lên đây phản hồi cho em. Không bán sai cho các chị đâu, không bán sai cho các chị đâu. 79.000 các chị bỏ ra mua một cái áo nhà Thủy Nguyễn thì các chị sẽ không hối hận đâu các chị nhá. Các chị tin tưởng thì các chị đặt hàng thôi ạ. Hàng em có màu bò, có màu bò. Hiện tại là em đang mặc màu hồng đất chị nhá. Có màu đỏ ạ. Có màu bò nhá các chị nhá. Bây giờ em sẽ qua màu nhá chị nhá. Qua màu ạ. Bây giờ em sẽ qua màu khác các chị nhá. Bây giờ em sẽ qua màu luôn ạ. Thế nào lấy mã 10 còn men lên mã 10 cho em nhé. Mã 10 còn số hạng số lượng rất là ít thôi ạ. Nên các chế nào nghe tay thì còn nên chậm tay là hết luôn các chị nhá. Bây giờ em sẽ qua mã 10 này. Mã 10 là một cái áo quệt vai rất là xinh luôn. Màu kẻ cực kỳ là trẻ trung luôn ạ. Chế nào lấy mã 10 thì nhanh tay còn em lên mã 10 không là hết hàng luôn các chị nhá. Số lượng cực kỳ là ít luôn. Giờ nhanh tay được mà chậm tay là hết rồi các chị ạ. Có màu bò không? Chị Thảo Lê có màu bò thì Thảo Lê nhá. Ok nhất chị Lương Mỹ một cái mã 10 này. Bây giờ sẽ qua mẫu này các chị này. Mã 11 nhá. Mã 11 sẽ là 79k này khách chia sẻ live stream ạ. Còn không chia sẻ sẽ có giá là 99k nha các chị nha. Các chị chia sẻ sẽ được giảm giá ngay 20.000 đồng đến 50.000 đồng trên một sản phẩm các chị nhá. Nên là các chị nên chia sẻ bài cho em để được mua áo giá rẻ nhất các chị nhá. Bên em bao rẻ bao đẹp toàn quốc luôn ạ. Phí 30k chị gái ơi, phí là 30k nhé. Chị Thu Hường ơi, phí là 30k chị gái nhá. Đây là mã 11 này. Hiện tại là em đang mặc mã 11 nhé các chị gái ơi. Đây là mã 11 ạ. Đây là mã 11 nhé các chị gái ơi. Mã 11 là áo kẻ. Áo kẻ lệch vai nhé. Bên nào. Cái bộ áo bị làm sao? Quần em không bán chị ơi, quần em không bán đâu. Quần nhà em chỉ bán áo thôi, không bán quần nhá chị nhá. Không bán áo, chỉ bán quần thôi, không bán không bán quần, chỉ bán áo ạ. Bị nịu. Chuyên áo lên chị nhá, chuyên áo lên Quảng Châu ạ.
Hàng len thì cực kỳ đẹp luôn, đẹp mê ly hút hồn luôn ạ. Áo dạ nhà em hết rồi, áo dạ nhà em chưa lấy về chị nhá, áo dạ. Áo dạ em lại đang hết hàng chị nhá, sắp tới là sẽ về áo dạ. Đây ạ, hiện tại là em đang qua máu bao nhiêu đây chị Thủy nhờ? Mã 11 nhá. Đây là mã 11 các chị gái ơi, hiện tại là em đang mặc mã 11 các chị này. Đây là áo lệch vai các chị gái nhá, các chị có thể thích mặc phần lệch vai như thế này này. Các chị có thể mặc phần lệch vai như này nhá, không là các chị đi làm các chị có cho vai lên này, rất là xinh nha các chị nhá. Đây là áo kẻ, đây là áo kẻ màu bò, màu vàng, pha màu kem nhá. Màu chủ đạo là màu kem, rất là đẹp luôn. 11 kèm số điện thoại ạ, ok nhá, cho đơn cho chị cô ngốc họ Phạm này. 11 là 79k, 11 kèm số điện thoại cho em nào. Đây là áo kẻ rất là ít hàng, cái mã này còn rất là ít hàng luôn các chị nhá. Cái nào cũng đẹp dừng rồi. Cái nào cũng đẹp luôn, cái nào cũng đẹp thì chị đã hốt được cái nào chứ chị Tô Hương ơi. Cái nào cũng xinh luôn các chị nhá. Áo canh mặc là 79k chị gái ạ. Áo canh mặc là mã 08 các chị gái nhá. Áo canh mặc là mã 08, chị nào lấy 08 thì comment là 08. Còn hiện tại trên người là em đang mặc mã 11 các chị gái ơi, 11 kèm số điện thoại cho em nào. 42 kg vừa chị nhá. 42 kg vừa chị. Cái này 63 kg xuống các chị có thể mặc vừa nhá. Cái hàng này rất là ít hàng. Không, cái mã 11 này. Cái mẫu này còn rất là ít hàng các chị gái nhá. Cái mẫu này còn rất là ít hàng luôn, không còn nhiều đâu, số lượng còn rất là ít. Số lượng còn cực kỳ là ít luôn. Các chị không nhanh tay thì là sẽ hết nhá. Rất ít hàng cái mã này. Đây ạ, cái mã này chỉ còn 10 cái thôi ạ. Cái này chỉ còn 10 cái duy nhất các chị nhá. Cái mã kẻ này sẽ không về thêm hàng đâu và chỉ còn 10 cái duy nhất. 79k các chị yên tâm về chất lượng luôn đi. Chất rất là đanh, rất là mịn luôn. Đúng rồi. Các chị giặt máy rất thoải mái. Cái áo các chị giặt máy rất thoải mái luôn, không bị xù vải hay là không bị nhão vải đâu ạ. 11 kèm số điện thoại đi ạ. 11 sẽ không về hàng thêm các chị nhá. Hết lần này sẽ là hết sạch luôn. Sẽ không về hàng nữa đâu ạ. 11 này. 08 xanh. 08 thì có màu đỏ và màu đen thôi chị nhá. 08 chỉ có màu đỏ thôi. Có màu rêu để cho em luôn nha. Chị Hiền Kết ơi, màu rêu cái áo nào ạ? Chị Hiền Kết cái mã nào ạ chị? Rồi, 11 nãy giờ khá là nhiều chị chốt rồi. Gần hết hàng rồi các chị nhá. Cho chị Trang thi một cái mã 7 này rồi, ok chị Trang Thủy nhá. Áo 08 màu đen rồi, ok chị Thanh Hiền. 08 là màu đen giống canh năng mặc các chị nhá, 79k một áo. Em cảm ơn chị Thành Dương rất là nhiều nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Áo cổ lệch một chút cho chị nhá, cổ thuyền rất là xinh luôn. Không phải đâu, không phải là người đẹp mặc áo đẹp đâu, mà mặc áo Nhật Thủy Nguyễn lên là bị lên lên là mới đẹp đấy chị ạ. Mã 11 cho chị Út Chuông, mã 11 cho chị Trang Huy một cái mã 11 nhá. Mã 11 là một cái mã cực kỳ là hot đấy luôn các chị nhá. Cái mã thần thánh của bên nhà em luôn ạ. Cực kỳ đẹp luôn, mặc đi làm được và mặc đi chơi rất là ok luôn. Một cái áo cổ lệch. Cái màu kẻ mặc rất là nhã nhặn các chị ơi. Rất là đặc biệt, một cái áo rất là đẹp luôn ạ. Ở thị trường chơi có đó ạ. Mà giá cũng 79k đấy chị nhá, 79k là chị bèo. Các chị nhìn thấy chất len không ạ? Các chị nhìn thấy chất len không? Nhìn em co chất len nhá. Đây, các chị có đúng không ạ? Các chị cũng biết rồi, không có gì là live stream bằng thực tế live stream đâu đâu. Đây các chị nhìn thấy này, co này, co đến thế nào thì nó cũng không bị nhão vải. Nên là các chị cứ cho vào máy giặt thoải mái đi, không bị xù vải hay là không bị nhão vải đâu. Đây là hàng Quảng Châu nên các chị yên tâm nhá. Mã 11 này còn rất là ít này, mã 11 này chỉ còn 3-4 chiếc là hết hàng các chị nhá. Chỉ còn 3-4 chiếc nữa là hết hàng, không bao giờ về hàng nữa, không về hàng nữa các chị nhá. Mã 11 này sẽ không về hàng nữa, hết là hết luôn các chị nhá. Các chị không mua là các chị tiếc. Vinh các chị không mua là các chị sẽ bị tiếc nhá các chị nhá. Đây ạ, 11 thì cần hết hàng rồi. Các chị nhìn thấy cái cổ đó không? Cổ lệch rất là đẹp luôn các chị này, cổ lệch rất là đẹp luôn nhá. Có 79k thôi các chị ơi, 79k này. Hiện kết là bây giờ thì mã 11 còn màu xanh tím than thôi chị nhá. Đây ạ, màu xanh tím than các chị nhá, màu chủ đạo là màu xanh tím than đây ạ. Đây. Không hề nó điêu các chị nhá, chất vải này. Co như thế nào nó cũng không bị nhão đâu. Không hề nhão nhá, rất là đẹp luôn. Ok, chị Ngọc Hải đã nhận được hàng rồi này. Áo đẹp không chị Ngọc Hải ơi? Hàng quá đẹp luôn, quá mê ly luôn các chị này. Rồi cho chị Tô Thị Hương một cái mã 11. Chị Tô Thị Hương có số điện thoại chưa ạ? Quá đẹp luôn, khỏi bàn luôn, rất vải khỏi bàn luôn. Áo giữ nhiệm màu xanh không chị? Cái gì em? Áo giữ nhiệm màu xanh. Áo giữ nhiệm màu xanh á? Ở dưới cái cọc cái hàng đen này sao? Ở dưới cọc đen đây này. Bây giờ em cho mọi người xem cái áo giữ nhiệm màu xanh cái gì nhá. Quá đẹp luôn này các chị không ạ? Bây giờ qua một chị nào lấy 11 thì comment là 11 đấy các chị nhá. 11 chỉ còn 3 chiếc thôi, chị nào lấy thì comment là 11 đấy ạ. Bây giờ sẽ qua áo hàng giữ nhiệt màu xanh các chị nhá. Quá đẹp luôn này, thế nào thích màu xanh hàng giữ nhiệt thì comment lên là giữ nhiệt giúp em ạ. Mã 12, cho là mã 12 nhá. Mã 12 là một cái áo màu xanh giữ nhiệt cực kỳ đẹp luôn, tay lỡ các chị nhá. Trong mùa đông thì không thể, các chị không thể thiếu một cái áo giữ nhiệt được ạ. Một cái áo giữ nhiệt cực kỳ đẹp luôn, chất vải là vải nhung các chị yêu nhá. Vải nhung ạ, hàng co giãn mặc cực kỳ là ôm người luôn ạ. Ôm người chứ nào béo một chút mặc cái này rất là đẹp luôn. Mã 11 này, đẹp mã 12. Mã 12 là một cái áo nhung giữ nhiệt cực kỳ đẹp luôn ạ. 69k nhé.
giảm cho chị còn 69k rồi các chia sẻ livestream ạ. Mã 12. Mã 12 là một cái áo giữ nhiệt cho chị nhá. 69k rồi các chia sẻ livestream cho chị nhá. Quá đẹp luôn, cực kỳ xinh luôn ạ. 65cân đổ về là mặc vừa chị nhá. Có tem mác đầy đủ luôn tình yêu ạ. Đây áo màu xanh đây ạ. Áo giữ nhiệt màu xanh, à quên mất là em mặc đồ cẩm cho nó nổi. Tại vì áo giữ nhiệt này có 3 màu chị nhá. Màu tím thủy chung và màu đỏ chị nhá, và màu xanh ạ. Ơ sao lại nhầm địa chỉ à chị Hải ơi, sao lại nhầm địa chỉ là thế nào ạ? Nhầm địa chỉ là Ngọc Hải ơi. Chào chị Bùi Hưng, Bùi Hưng nhá. Không thấy chốt hàng cho chị à? Chị Tú Lê ơi, nhân viên nhà em có gọi đấy chị ạ. Chắc là chị bận chị không để ý điện thoại thôi. Có nha, em cũng gọi 10 giờ mà, chị Tú Lương. À, mã 12 là một cái mã hot hit ở bên nhà em các chị nhá. Ra cái nào là hết luôn thì lấy ạ. Đây là áo thổ cẩm của chị ơi, đây là áo giữ nhiệt các chị nhá. Đây là hàng giữ nhiệt các chị gái ơi, đây là hàng giữ nhiệt 69k nhá. 69k một áo và chị bán 2 áo trở lên các chị gái nhá. Chị bán 2 áo trở lên, đây là áo giữ nhiệt nhung, rất là đẹp luôn các chị ạ. Áo giữ nhiệt nhung nha các chị gái ơi. 12 kèm số điện thoại cho em nào. 12 kèm số điện thoại các chị nhá. Đây ạ, màu xanh đây các chị gái nhá. Màu xanh rất là xinh luôn này. Màu xanh nhá. Đây ạ, có cả màu thổ cẩm nhá. Cái này còn là màu thổ cẩm các chị gái nhá. 12 kèm số điện thoại, 69k một áo các chị nhá. 69k một áo thôi ạ. 69.000 một áo, quá là rẻ luôn. Đây là hàng nhung này các chị này. Đây là hàng nhung này các chị ơi. Đây là hàng nhung này. Sờ lên rất là mịn luôn ạ. Sờ vào cái vải áo rất là mịn luôn các chị ạ, rất là thích luôn đấy ạ. 12 kèm số điện thoại cho em nhá, đây ạ. 69.000 một áo nhá, đây. Các chị nhìn này, em có vải áo không này? Nó rất là đanh luôn. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn này. Cái vải áo đây. Quay thoải mái các chị nhá, không hề bị nhão vải đâu ạ. Đây là áo thổ cẩm của chị yêu nhá. Đây ạ. Quá là đẹp luôn này. Chị Hà Lê ơi, có người gọi điện cho chị nghĩa là chốt hàng rồi đấy chị nhá. Có người gọi điện cho chị rồi có nghĩa là chốt hàng rồi chị nhá. Đây ạ, đây xem một cái áo thổ cẩm. 12 còn có cả màu thổ cẩm đấy các chị này. 12 còn có cả thổ cẩm đấy các chị gái nhá. Đây ạ, 12 còn có cả thổ cẩm này mặc lên rất là nổi nhá. Màu thổ cẩm này mặc lên rất là nổi luôn các chị này. Rất là đẹp luôn. 12 cộng số điện thoại cho em. 69.000 một áo các chị gái nhá. 69.000 một áo, dáng áo rất là đẹp. Cái mùa đông này, cái này mùa đông thì không thể chị nào trong tủ không thể thiếu được đúng không ạ? Nó vừa giữ ấm này, nó vừa dễ mix đồ để cho các chị mix với vép rất là đẹp luôn nhá. Hoặc là các chị mặc trơn không rất là đẹp nhá. 69.000. 69.000 một áo thôi ạ. 69.000 một áo nhá các chị gái. Có hai màu, màu thổ cẩm. Bây giờ cho con luôn mã 13 các chị này. Mã 13 cực kỳ là hot hết luôn ạ. Một cái mã hot hết ở bên nhà em luôn ạ. Chất vải cực kỳ đẹp đặc luôn các chị yêu nhá. Bây giờ cho con luôn mã 13 các chị yêu này. Bây giờ nhà em sẽ qua luôn mã 13 nhé các chị gái nhá. Mã 13 là 13 luôn ạ. Mã 13 là 79k này các chị thể lấy chim ạ. Các chị thể lấy chim sẽ được giảm giá ngay 20.000 đồng. Hoặc là giảm giá ngay 30-50.000 đồng các chị yêu nhá. Rồi ok chị lấy Thu Hường mã 12 này. Chị lấy Thu Hường ơi để lại số lợi cho em nha. Chị Chim Nguyễn ơi chị lấy 12 để comment 12 và để lại số lợi cho em ạ. Chị ơi cái đã mặc là 69k đấy nhá. Bây giờ qua mã 12, mã 12 là 79k chị yêu này. Chế nào mà lấy 12 thì comment cho em 12 kèm theo số điện thoại cho em nha. Em thấy rất nhiều chị lấy lại cái 12 rồi nhưng mà lại chưa để lại số điện thoại. Chưa để lại số điện thoại là bên em không chút đơn đâu ạ. Bên em xin phép được hủy đơn với chị nào không để lại số điện thoại cái tình yêu nhá. Ai mà lấy mã 12 thì comment cho em là 12 kèm theo số điện thoại cho em nha. Phải có số điện thoại bên em mới chút đơn ạ. Còn không có số điện thoại là em xin phép được hủy đơn luôn các chị nhá. Bây giờ sẽ qua luôn mã 13 này. Mã 13 là một cái áo len màu vàng rất là nổi da luôn chị yêu nhá. Cổ là cổ cưa cực kỳ lạ và đặc biệt luôn ạ. Ôi mặc áo len nữa rồi, nóng quá. Rồi, chốt đơn cho chị Chi Nguyễn mã 12 này. Chốt đơn cho chị Chi Nguyễn mã 12 nhá. Có thấy bạn Bích Thủy Vương nha. Ok cho chị Trang Trang thì một cái mã 13 này. Cho chị Hằng Phạm một cái mã 13 này. 12 các chị Hằng Phạm một mã 13, Trang thì ơi chị lấy 13, 12 ạ. Cái áo mà giữ nhiệt là 12 nhá. Còn áo ôi các chị nhìn này, áo này đẹp chưa? Quá là đẹp luôn các chị ơi, không thể chê vào đâu được luôn các chị này. Quá đẹp luôn. Quá là đẹp luôn các chị ạ. Đây ạ. Chất liệu thì khỏi bàn luôn các chị yêu nhá. Cái áo cách mặc là 79k chị gái ơi, áo cách mặc là 79k. Đây là áo răng cưa. Đây này, em tạm gọi là áo răng cưa nhé, tại vì nó có cổ răng cưa các chị này. Thiên đường cái áo 13 này. Áo răng cưa các chị nhá, số lượng nó rất là yêu luôn. Em xem màu này xem xem ạ. Có hai màu là màu đen màu vàng các chị yêu nhá. Đây ạ, có hai màu này. Ra luôn ạ. Có màu đen và màu vàng các chị gái ơi, có màu đen và màu vàng nhá. Đây này, cho chị Trang thử một cái mã 13 này.
Thì bé khờ mã 13 này. Ok, bé khờ nhá. Chị cô ngốc họ Phạm ơi mặc 13 được nhá, gầy mặc 13 được có nhá, bạn gầy mặc mặc vàng các chị nhá. Các chị ơi, cái cổ này rất là hay các chị nhá. Cái cổ này rất là hay. Ok, Thanh chị đang thay một cái mã 13 này, 60 kg vừa nhá. Đang thay nhá. Chị cho bạn 13 60 kg vừa chị ơi. 60 kg thì chị mặc màu đen nhá. Nói chung là màu vàng hay màu đen cũng không sợ lộ bụng đâu các chị ạ. Cái áo này rất là dễ mặc nhá. Cái này còn rất là ít hàng này các chị này, đây là cổ răng cưa mặc được hai kiểu này. Mặc được hai kiểu nhá các chị gái nhá. Các chị ơi có thể mặc được trễ vai này này. Đây. Đấy, xinh chưa? Đây ạ, xinh chưa? Cái này nhá, khi đi chơi thì các chị có thể mặc trễ vai như này cho nó diện. Còn khi đi làm thì sao ạ? Khi đi làm thì các chị cho lên như thế này là xong này, đã thành một cái áo khác luôn này. Rất là đẹp luôn. 13 này. 13 cộng số điện thoại cho em ạ. 13 có hai màu. 13 có hai màu này các chị này. 13 có hai màu, màu vàng và màu đen. Màu vàng và màu đen các chị gái ơi, rất là đẹp luôn. 13 cộng màu cộng số điện thoại cho em để được chốt đơn hàng nhá. 13 cộng màu cộng số điện thoại ạ. Chị đẹp, màu vàng rồi. Chị Thiết Lương ơi, chị màu vàng chị phải để lại số điện thoại cho em nhá. Chị màu ơi, vàng chị để phải để lại số điện thoại cho em ạ. Lấy màu đen 13 comment cho em là cả số điện thoại đang thay nhá. Phải có số điện thoại bên em mới chốt đơn các chị nhá. Rồi, chị Đăng Thanh ơi. 13 cộng mã số cộng màu để lại số điện thoại cho em nhá các chị gái ơi. Các chị phải chốt đúng hàng này, đúng mẫu này. Đúng hàng đúng mẫu nhá. Cô Ngọc họ Phạm rồi. Ok, chị cô Ngọc họ Phạm nhá. Cô Ngọc họ Phạm là có số điện thoại thì em đã nhận được rồi ạ. 13 nhá các chị nhá. Đây ạ. Có hai màu các chị gái này, có hai màu, màu đen và màu vàng. Đây là cổ răng cưa rất là xinh luôn. Đây là một cái mẫu hot hit quá, hot hit bên nhà em luôn. 13 vàng, chị Trang Thủy ơi, chị có số điện thoại chưa ạ? Cách thức mua đơn hàng nhá. Cách thức mua đơn hàng là sao ạ? Comment mã số cộng màu cộng số điện thoại các chị nhá. Ví dụ 13 đen cộng màu số điện thoại, đúng rồi. Như kiểu chị Đoàn Sư này, 13 màu số điện thoại là ok chị nhá. Chị Nguyễn Ngọc rồi. Chị Nguyễn Ngọc ơi, chị lấy mã nào được comment cho em mã và số điện thoại cho em ạ. Bởi vì bên em quá tải đơn hàng, đi nhận quá tải. 79k, 60 cân mặc vừa chị Xuân Huyền ơi, 60 kg cũng mặc vừa nhá. Bên em không thể nào mà check hết được các inbox của các khách hàng chị nhá. Nên là các chị lấy cái mã nào được comment cho em số điện thoại và mã số luôn cho em ở trên livestream cho em ạ. Còn nhắn tin vào Facebook vào Messenger ấy rất là khó các chị nhá, tại vì bên em quá tải đơn hàng luôn ạ, không thể nào mà check kịp được inbox đâu các chị nhá. Các chị muốn mua hàng nhanh nhất thì các chị hãy để lại số điện thoại trên đây nhá. Sáng mai sẽ có người gọi tư vấn cho các chị ngay lập tức nha các chị nhá. Đấy là cách mua hàng nhanh nhất các chị gái nhá. Phương Đỗ, chị Phương Đỗ ơi, 13 để lại số điện thoại cho em đi ạ. 13 đen phải kèm số điện thoại bên cạnh thì mới được chốt đơn hàng các chị nhá. 13 cộng màu cộng số điện thoại bên cạnh. Các chị không để lại số điện thoại bên cạnh thì sẽ không được chốt đơn hàng đâu nha. Xin phép được hủy đơn nhá. Không có số điện thoại thì làm sao chốt được đơn đúng không các chị? Em chào chị Chi Nguyễn nhá. Em chào chị Chi Nguyễn ạ. 13 nào các chị ơi, 13 cổ răng cưa rất là xinh nhá. Cái này các chị có thể mặc được trễ vai đấy ạ. Cổ răng cưa rất là xinh các chị này. Rất là đẹp luôn nhá. Cổ răng cưa rất là xinh. 13 cộng màu cộng số điện thoại để được chốt đơn hàng nhá. Chị cái mẫu này không có hàng nhiều đâu chị ạ. Em chị Phương Đỗ nha, phải có số điện thoại bên em mới chốt đơn, còn không có số điện thoại là em xin phép được hủy đơn luôn ạ. Chị Nguyễn Đặng ơi, chị chắc vài ngày nữa thì được hàng luôn chị Nguyễn. 62 cân mặc vừa chị ơi, 62 mặc vừa, 62 cân okay, mặc vừa. Ok bé Thờ nha, ok bé Thờ, bé Thờ để lại số mã số cho em nhá. Bé Thờ nhá, để lại mã số và số điện thoại cho em nha. Quá đẹp luôn này. Quá đẹp luôn. Chị em ạ, cho chị út chiếu một cái mã 13 đen này. Các chị đi về riêng ạ, tại vì đơn hàng quá tải bên em không thể nào mà check kịp lúc rồi, không thể check kịp tin nhắn Messenger được, nên các chị lấy mã nào để comment cho em trên livestream số điện thoại cho em nha. Em có mua một cái áo kiểu chốt mà không thể gọi chốt. Chị Chúng Phùng Cao ơi, mã nào thì comment lại cho em và để lại số điện thoại cho em để ngày mai. Các chị ơi, em nói thật với các chị chứ cái áo này 79.000 quá rẻ luôn các chị ạ. Chất lên là quá dày dặn và chất lên là quá đẹp luôn các chị ơi. 79.000 một áo. Các chị đi mua áo len rồi các chị cũng biết giá đúng không ạ? Làm gì có ai mà giá 79.000. Quá đẹp quá rẻ luôn, tính ra 79k đoạn rồi. Ok bé Khờ nhá. Bé Khờ lấy mã nào thì comment cả mã giúp mình bé Khờ nhá. Tồn lên rồi, ok bạn bé Khờ nhá. Ngày mai thôi thì lại gọi điện cho đây các chị yêu nhá. Các chị vui lòng cầm máy cho em đi ạ. Chất là chất đen, chất lên. Chị Trang Minh ơi, có lên rộng ngày mai lên rộng rồi. Chị là chị Trang Minh, like lên rộng rồi chị nhá. Có lên rộng, nói chung là dáng nào bên nhà em cũng có luôn. Dáng nào nhà em cũng có luôn các chị ạ. Quá đẹp luôn này, mã 13 là quá là đẹp luôn. Tình yêu nhất bây giờ, bây giờ em sẽ qua luôn mã 14 này. Mã 13 cực kỳ yêu luôn, thế nào lấy mã 13 để comment cho em 13 kèm theo số lượng cho em luôn các chị nhá. Cái áo cổ răng vương cực kỳ yêu và cực kỳ là xinh luôn ạ. Chất vải thì khỏi phải bàn luôn ạ, chất vải cực kỳ đanh và đẹp luôn. Quay mới là thoải mái, quay thoải mái không mấy bị bay vải và nhão vải đâu ạ. Vì sao bên em lại bán áo rẻ như vậy, có 79k đâu các chị nhá. Chị gọi cho em 3
ngày rồi sao chưa thấy hàng. Rồi chị Đăng Nguyễn ơi, ngày mai em sẽ kiểm tra đơn hàng của chị Đăng Nguyễn nha. Rồi cho chị Quyên xe đi một cái mã 13 màu vàng nhá. Không, người ta gọi đặt hàng rồi, nó chưa thấy nhận. Ok, chị Nguyễn 13 màu đen này. Ok các chị nhá, thế nào mà muốn lấy xỉ ạ à, thì các chị vui lòng để lại luôn số điện thoại ở trên livestream cho em để em chốt xỉ luôn các chị nhá. Các chị vui lòng để lại số điện thoại để bên em chốt xỉ và chốt nẻ luôn các tình yêu ạ. Bây giờ em sẽ qua luôn mấy màu vậy bạn. Chị Như Xuân ơi, mã 13 có hai màu vàng và màu đen các chị yêu nhá. Bây giờ em sẽ qua luôn mã 14 này. Mã 14 là cái áo màu nâu rất là rồi, chị Phùng Cao ơi, để lại số điện thoại ngày mai chị ấy sẽ chốt đơn lại nhá. 13 40 cân, 40 cân chị cao mét bao nhiêu ạ? 40 cân thì mặc ôm mà có hơi rộng một xíu nhé chị nhá. Chị Phùng Cao ơi, chị lấy mã nào thì nhắn tin cả mã luôn để ngày mai em gọi điện chốt đơn luôn chị Phùng Cao nhá. 13 kèm số điện thoại cho em nhá các chị gái ơi, 13 kèm số điện thoại để chốt đơn hàng nhá. Còn hiện tại em qua mã 14 đấy ạ. Hiện tại em đang qua mã 14 rồi các chị ạ. Đây là màu vàng bò. À, màu gì? Đúng không? Đâu. Màu nâu ạ. Đây là màu nâu nhé các chị gái nhá. Đây là màu nâu ạ. Màu nâu rất là đẹp luôn. Nhìn rất là xinh luôn các tình yêu ạ. Đây là áo cổ tròn các chị nhá. Cực kỳ đẹp và nhã nhặn luôn ạ. Mặc đi làm đồ mặc đi chơi rất là ok. Chất phải thì khỏi phải bàn luôn ạ. Cực kỳ là mịn luôn các chị nhá. Giặt máy giặt thoải mái, quay thoải mái luôn. Bất chấp quay 1000 vòng máy giặt luôn ạ. Cũng không hề bị nhão vải đâu ạ. Chất phải thì cực kỳ đẹp luôn này các chị này. Thế nào lấy mã 14 thì comment cho em là 14 cho em ạ. Cực kỳ đẹp và nhanh nhẹn luôn các chị nhá. Ê chào chị Tâm Lã nhá, chào chị Tâm Lã. Cực kỳ đẹp luôn, đơn giản nhưng mà rất là nhanh nhẹn và đẹp luôn chị ạ. Chị Tâm Lã vào xe muộn nè. Chị Tâm Lã vào hóng muộn hết, nãy giờ chị Tâm Lã đã mua được cái gì chưa? Vào hóng muộn hết. Chắc bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? 10 giờ rồi. 10 giờ rồi các chị, tầm này các chị cũng đã chắc là đang ngồi, đang nằm lướt màn hình đúng không ạ? Rồi cảm ơn chị Phùng Cao này. Rồi bây giờ là mã 14 tình yêu nhá. Mã 14 này rất là xinh, rất là đẹp luôn nhá. Một màu nâu rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Phải bàng luôn ạ. Đây là hàng Quảng Châu loại 1 của bên nhà em các chế nhá. Hàng Quảng Châu loại 1 bên nhà em luôn ạ. Chất phải thì cực kỳ dày dặn và đanh các chị nhá. Cực kỳ là ấm luôn ạ. Ở mùa đông thì không thể chị nào thiếu được một cái áo len được ạ. Mã 14 62kg vừa chị nhá. 62kg vừa chị ơi, 62kg vừa. Thế nào lấy 14 đây, comment cho em 14 bật cả số bật lên nha. Các chế ơi, vừa đây em mới gửi ạ, còn không vừa là bên em không gửi đâu ạ. Chế nào muốn lấy áo 14 thì comment lên 14 kèm theo số đặt cho em ạ. Áo hở vai không chị? Rồi. Hôm nay có áo hở vai rồi. Hỏng hàng rồi, rồi chốt hàng đi chị Tâm Lã ơi, nhiều hôm nay nhiều hàng đẹp lắm chị ạ. Quá đẹp luôn, chế nào lấy 14 thì comment lên 14 cho em đi ạ. Quá là xinh luôn này, chất vải thì khỏi phải bàn luôn, đẹp mê ly hút hồn luôn ạ. Từng đường kim mũi kỳ chỉ cực kỳ là cẩn thận luôn tình yêu nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây là 14 nhé các chị gái nhá, đây là 14 ạ. 1m563 cân vừa chị Thành Huyền nhá. Vừa chị Huyền. Quá đẹp luôn. Chị Huyền ơi, cái áo quy là dễ một bản tháng trước. Ghê kìa. Cảm ơn. Còn sau. Mà lần trước chị nhìn thở lạ cũng được. Một lần đây em mặc áo quy chị nhá, cực kỳ đẹp luôn. Chị mặc áo quy đen mặc lần trước vậy. Thôi để mặc áo ấy đi. Học tác đi. Mặc áo nốt thì giữ nhiệt thổ cầm cũng được, nhiều chị ạ. Nhiều chị mua cái đấy mà, nhiều chị mua. Rồi, cua răng 13 màu vàng. Ok chị, cua răng ngày mai gọi điện cho đơn, chị nhớ cầm máy chị cua răng nhá. Rất nhiều chị đặt hàng nhưng mà lại buổi sáng cậu không cầm máy cho đơn các chị nhá. Nên em xin phép hủy đơn luôn. Thế nào không cầm máy không nghe máy này em xin phép được hủy đơn luôn ạ. Hôm nay nhà em sẽ like đến mẫu 15 nhá các chị gái nhá. Hôm nay sẽ like đến mẫu 15 cho các chị gái này. Còn hiện tại là em đang mặc mã 13 các chị nhá. Mã 13 là 79k. Chị nào lấy 13 thì comment là 13 cộng số điện thoại bên cạnh để chốt đơn hàng nhá các chị gái nhá. Áo này là 79k chị Yến ơi. 79k thì em đã ghi ở bên dưới rồi đấy ạ. Đây là rồi, bây giờ sẽ qua à 14 á. Em nhầm ạ. Đây là mã 14 các chị nhá. Đây là mã 14 các chị gái ơi, mã 14. 14 cộng số điện thoại để được chốt đơn hàng nhá các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Đây là màu da rất là đẹp các chị này. Vải thì các chị yên tâm về nhà Thủy Nguyễn đi. Luôn luôn bao vải cho các chị nhá. Giá thì quá là hạt rẻ luôn. Vải thì là quá là đẹp luôn rồi các chị ạ. Chị Như Xuân ơi, chị Như Xuân có số điện thoại chưa ạ? Chị Như Xuân để lại số điện thoại để ngày mai nhé, chốt đơn hàng nhá chị Như Xuân nhá. 13 cộng số điện thoại để được chốt đơn hàng. Bây giờ em sẽ qua mã 14 luôn các chị này. Bây giờ sẽ qua mẫu 14 luôn các chị gái ơi. Qua mẫu 14 luôn, không nhanh các chị buồn ngủ rồi đúng không? Không nhanh là các chị đi ngủ mất này. Mã 14 luôn đi chị Thủy ơi. 14 nhá chị ơi, mã 14 luôn đây ạ. Mã 14 là một cái áo màu vàng này chị ơi nhá. Mã màu vàng thôi, đứng đây mặc luôn hai cái giúp chị.
14 này các chị ơi, mã 14 ạ. Luôn hai cái nhá các chị nhá. 14 đây ạ. 14 15. Này. À 15 ạ. Đây là mã 15 các chị nhá. 15 này các chị ơi. 15 mặc hai cái nhìn có buồn cười không? Rồi ok chị Phạm Thị Huệ nhá. 14 số điện thoại rồi. Nhá. Ok thôi. Bây giờ đây này mã 15 này. Mã 15 là một cái áo dáng rất là đẹp luôn nhá. Mã 15 là một cái áo dáng rộng cực kỳ là đẹp luôn nhá chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Để thay cháu lên thay một cái áo bên trong ra không nhìn nó cổn áo, nhìn nó mất cả dáng áo. Rồi bây giờ sẽ qua mã 15 này, chị nào lấy 15 thì comment cho em là 15. Cái này thì là đẹp quá đẹp luôn. Cực kỳ là đẹp luôn anh chị nhá. 15 kèm số điện thoại này các chị gái ơi, 15 kèm số điện thoại đi. Các chị hãy sẵn sàng máy comment 15 đây này, 15 quá là đẹp luôn các chị ơi. 15 quá là đẹp luôn này. Nhìn cái là chị lấy lại mày, lấy cái mấy cái mẫu đầu chị vui lòng xem lại đây chị em nhé chị nhá. Rồi bây giờ qua luôn mã 15 này. Màu vàng cực kỳ nổi da luôn các chị nhá. Ôi dồi ôi, màu này mặc lên sáng da cực kỳ luôn các chị ạ. Màu vàng này không để treo vào đâu được. Như Xuân ơi, chị lấy mã nào thì comment cũng kèm cả mã chị Như Xuân nhá. Phải có mã số bên em mới chốt được đơn chị nhá, còn không có mã là rất dễ bị nhầm đấy ạ. Rồi ok, con Nguyễn 15 này. Chị gì đấy? Chị Như Xuân ơi, chị lấy mã nào thì comment cả mã cho em nhá. Đây các chị ơi, giá 15 này, 70 cân vừa. Chị Trọng Minh ơi, màu 13 này chỉ có màu vàng thôi ạ. Quá đẹp luôn. Quá 15, 13 là màu 13. 15, 15, 15. 15 cực kỳ đẹp luôn các tình yêu chị này. Chị Phương ơi, nhà em không bán áo nam đâu, nhà em chỉ chuyên áo nữ, áo nữ Quảng Châu, áo len Quảng Châu nữ thôi ạ. Hiện tại là em đang qua mẫu 15 nhé các chị gái nhá. Hiện tại là em đang qua mẫu 15 rồi ạ. Mẫu 15 cũng giá là 79k các chị nhá, 79k một áo thôi. Màu vàng len mặc lên thì không thể chê đâu được, mặc ở đám đông thì các chị sẽ nổi nhất luôn. Mặc ở đám đông thì các chị nổi nhất luôn, màu vàng quá là nổi, quá là đẹp luôn các chị ạ. Không lấy là tiếc nhá. Không chị lấy 5 mẫu okay. Qua đi chị rồi, chị Tiên Nguyễn ơi, có số điện thoại là sẽ có chốt hàng nhá. Mẫu 15 quá là xinh luôn các chị này, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ trẻ trung mà năng lượng luôn các chị. Quá là đẹp luôn các chị này, quá là đẹp luôn. Đây ạ. Chị Trọng Minh ơi, mã 15 chỉ có màu vàng các chị nhá. Quá đẹp luôn này, 65 cân đổ về là mặc vừa các chị yêu nhá. Chất vải thì khỏi phải bàn luôn, quá là đẹp luôn này. Cực kỳ trẻ trung mà năng lượng luôn ạ. Màu vàng cực kỳ nổi da luôn các chị yêu nhá. Thế nào lấy 15 thì comment cho em là 15 kèm theo số điện thoại em nha. Quá đẹp luôn này. Một cái áo dáng rộng cho chị nào mà hơi béo một chút này, chị nào thế nào mà hơi mập người một chút thì mặc mã 15. Cái áo này là dầu béo nhá các chị gái nhá. Cái áo này là dầu béo. Dầu bụng luôn, thế nào mà có bụng mặc áo này thì không về được thế nào luôn ạ. Vải nó rất là nhẹ nhá các chị nhá. Vải rất là nhẹ, mặc rất là thích luôn, rất là thích luôn các chị ạ. Mã 15 này, mã 15 là một cái mã con thiết nhà em cũng chỉ còn một cọc hàng là hết này. Một cọc hàng đấy chỉ còn 15 chiếc là hết các chị nhá, chỉ còn 10 chưa đến 15 chiếc đâu, mã này chỉ còn 12 chiếc là hết sạch hàng các chị nhá. 15 cộng số điện thoại cho em ạ. Màu vàng này thì không thể chê vào đâu được rồi. Màu vàng này mặc lên rất là tôn da các chị nhá. Đen hay là trắng các chị đều mặc được màu vàng này. Quá là đẹp luôn các chị ạ. Quá là đẹp luôn. Các chị mặc màu vàng này các chị đứng giữa đám đông thì đảm bảo các chị sẽ nổi bật nhất luôn. Đảm bảo các chị sẽ nổi bật nhất luôn nha các chị nhá. 15 kèm số điện thoại cho em nhá. 15 cộng số điện thoại để chốt đơn hàng nào đây ạ. Quá đẹp luôn ạ. Quá là đẹp luôn nhá, đây ạ. Chất vải cực kỳ đẹp luôn các tình yêu ạ. Đặt thoải mái, quay thoải mái, không bị vai vải nhão vải luôn các tình yêu nhá. 15 thì có giá là 79k luôn các tình yêu ạ. Quá đẹp, quá rẻ trong một vụ tình luôn ạ. Bên đây nhập hàng trực tiếp tại Quảng Châu và không mất chi phí tiền cửa hàng, không mất phí nhân viên lên hàng, rất là rẻ luôn các tình yêu nhá. Cực kỳ hạt rẻ luôn ạ. Rồi, cho đơn chị Quang Nguyễn này. Rồi bây giờ em sẽ qua luôn mã 16 các chị chọn nhanh để nhìn thấy các chị yêu nhá. Bây giờ em sẽ qua luôn cái mã 16 này, quá là yêu luôn này. Chị Kiều Tiên Nguyễn ơi, chị xem lại mẫu 5 thì vui lòng xem lại livestream cho em nha. Bây giờ cũng khá là muộn rồi nên em sẽ like nhanh để nghỉ sớm với chị yêu nhá. Để cho chị ngủ sớm thì các chị yêu nhá. Bây giờ sẽ qua luôn mã 16 này. Mã 16 là một cái áo nâu tây cực kỳ là xinh luôn chứ chị nhá. Còn cái áo 15 là màu vàng cực kỳ đẹp luôn ạ. Thế nào lấy mã 15 thì vui lòng comment cho em là 15 cho em ạ. Tôi đây chị. Chị Phạm Thị Huê ơi, chị xem được chị nhá. Chị trở về cho chị xem. Rồi ok chị Phạm Thị Huê, chị muốn xem lại các mã thì vui lòng xem lại đây xin cho em ạ. Bây giờ sẽ qua luôn mã 16 các chị yêu nhá. Mã 16 cực kỳ đẹp luôn ạ. Mã 16 là một cái áo nâu tây cực kỳ là yêu luôn. 79k này các chị sẻ live stream ạ. 16 này, 79k. Tầm chiều muộn lên bưu điện à, có trả tiền không nhỉ? Bây giờ sẽ qua luôn mã 16 các chị yêu nhá. Mã 16 đẹp, cực kỳ đẹp luôn các tình yêu này. Cực kỳ hot hết cả bên nhà em luôn ạ.
16 nào các chị gái ơi, 16 nhá. 16 rồi, chốt đơn cho chị Phúc Hạnh, Phúc Nguyễn này. 15 rất là đẹp luôn các chị nhá. 15 còn rất là ít hàng nên chị nào lấy 15 thì nhanh tay nhá. Ngày mai nhà em gọi điện ai trước, ai nghe máy trước thì nhà em sẽ chốt hàng nhá. Còn bây giờ nhà em sẽ qua mã 16 này các chị ơi. Qua mã 16 luôn ạ. Qua mã 16. 16 đây là cái màu nâu các chị nhá, màu đất rất là đẹp luôn các chị này. Cổ 3 phân nhá, cổ 3 phân. Đây là mã 16, chị nào lấy 16 thì comment là 16 đi ạ. Các chị nhìn chất vải đi ạ, chất vải rất là đanh nhá. Chất vải quá đẹp luôn này. Quá là đẹp luôn các chị này. 79k một áo thôi các chị gái ạ. Chỉ có giá là 79k một áo. Quá là hạt rẻ luôn. Không mua thì có tiếc không? Không mua thì rất là tiếc luôn. Chị Kim Huệ ơi, chị có số điện thoại chưa ạ? Chị Kim Huệ ơi, chị có số điện thoại chưa? Chị chưa có số điện thoại, chị để lại số điện thoại kèm bên cạnh cho em nhá, chị Kim Huệ nhá. 16 cộng số điện thoại để được chốt đơn hàng các chị gái nhá. 16. Và qua nốt mẫu này nhé, chị đã xin phép được kết thúc này nhá. Kết thúc này để cho các chị đi ngủ sớm. Ngày mai các chị còn đi làm. 16, 65 cân có vừa không ạ? 65 cân chị cao mét bao nhiêu hả chị? 65 cân vừa nhá. Tại vì áo này có độ co giãn này các chị này. Áo này nó có độ co giãn lên vừa nhá chị nhá. Đồ, rồi. Kết một cái mã 16 này. Đây ạ, các chị nhìn thấy chất vải không? Nhìn thấy chất vải quá là đẹp luôn các chị này. Chất vải và dáng áo thì rất là đẹp luôn các chị yên tâm nhá. Rồi ok, chị Kim Huệ có rồi này. 15 cộng số điện thoại nhá, hai cái 16 chị Trần Thị Tài, Trần Thành ơi. Hai cái 16 chị để lại số điện thoại bên cạnh giúp em nhá. Cách thức mua hàng rất là đơn giản. Các chị hãy comment mã số cộng số điện thoại bên cạnh để được chốt hàng nhá. Mai gửi về Hải Dương thì bao giờ nhận được ạ? 3-4 ngày nhé. Chị ơi, 3-4 ngày thì nhận được nhá. Mai là thứ tư đúng không ạ? Thì tầm cuối tuần chị nhận được nhá. Tầm cuối tuần thì chị nhận được ạ. Còn đây là mã 16 các chị gái nhá. Đây là mã 16 ạ. Sau mã 16 này thì nhà em xin phép được kết thúc live nhá. Và hẹn các chị em mình 8:30. 8:30 thì ngày mai chị em mình lại gặp nhau nhá. Màu tím thì không có đâu. Màu tím hôm qua nhà em cháy hàng hết rồi. Màu tím hôm qua có áo cổ tim, còn giúp cổ tim rất là xinh nhưng mà cháy hàng rồi. Có màu trắng không? Màu trắng thì sang dáng áo khác nhá. Xem lại không phải à? Không phải, bây giờ em cũng không nhớ là cái gì luôn chị ạ. Không phải là cái gì em cũng không nhớ, tại vì live rất là nhiều mẫu. Hạnh Phúc Nguyễn, chị Hạnh Phúc Nguyễn ơi, 16 để lại số điện thoại đi ạ. 79k một áo các chị gái ơi, 79k một áo nhá. 79k một áo thôi ạ. Chị ơi, cái này là do bên bưu điện họ gửi nhá. Chắc là tầm thứ 7 chị nhận được hàng đấy ạ. Tầm thứ 7 hoặc là sang thứ 2 nhé chị nhá. Tại vì chủ nhật bên bưu điện họ nghỉ. Tại vì cái này là nhà em gửi bưu điện mà chị, do bên bưu điện họ gửi hàng. 2-3 hôm là chị nhận được. Không có màu tím đâu, 65 cân mặc vừa không ạ? 65 cân mặc vừa nhá chị gái nhá. 65 cân chị cao mét bao nhiêu ạ? Màu tím hôm qua nhà em hết hàng rồi chị gái ơi. Màu tím hôm qua có dáng xinh lắm. Chị Xuân Trang ạ, màu tím hôm qua thì có dáng rất là xinh. Chị không xem hết hàng rồi. Hết sạch hàng rồi. Chị lấy màu nâu thì comment xem là 16 cho em ạ. Có màu nâu thôi chị. Cái này chỉ có màu nâu thôi chị gái ạ. Màu trắng có chị ơi, màu trắng 15kg vừa nhá. Chị cứ để lại số điện thoại đi ạ. Rồi ok, chị Hạnh Phúc Nguyễn em nhận được số điện thoại của chị rồi nhá. Lấy mã gì đấy? Mã này, mã 16. Em lên màu trắng mã đi, màu trắng đi đâu. Chị ơi, màu trắng 45 cân bằng màu trắng đây cho nó lập người này chị này. 45 cân bằng màu trắng đây nhá. Cổ tim chị ạ, áo trắng cổ tim luôn. Đây. Ôi mẹ, 65 cân thì vừa xinh luôn chị ạ. Vừa đẹp luôn. Đây. Màu trắng đây các chị gái ơi, màu trắng đấy ạ. Màu trắng một cái đây là dáng khác các chị nhá. Dáng khác cái áo 16 chị yêu nhá. 16 đây. Áo trắng cổ tim nhá. Cái sau lưng rồi, chị Thảo lấy 16 này. Có 79 một áo các chị ạ. 79 một áo. Vừa rẻ vừa chất lượng. 79k nhá. Cái sau lưng là 79. Rồi, chị cô ngốc họ Phạm ơi, chị cứ nhận hàng đi. Chị cô ngốc họ Phạm ơi, chị cứ nhận hàng đi nhá. Em sẽ đảm bảo cho chị luôn. Đảm bảo chị mua hàng bên Nhật Thủy Nguyễn một lần chị sẽ nghiện luôn đấy ạ. Nhận hàng rồi sau đó phản hồi cho em nhá. Sau đó sẽ giới thiệu cho anh em họ hàng này để biết đến hàng rẻ mà lại đẹp để mọi người cùng mua nhé. Chị cô ngốc họ Phạm. Đây chị ơi, chị nào 45 cân thì mặc cái này nhá. Đây ạ. Màu trắng đây chị này. Màu trắng đây chị nhá. Đây là màu trắng cổ tim này. Màu trắng cổ tim rất là xinh các chị nhá. Đây. Có chị nào 45 cân đây ạ. Màu trắng đây rất là đẹp luôn các chị này. Dáng áo đằng sau đây là màu trắng nhá. Áo trắng cổ tim của mình xinh luôn. Thế nào mà gầy mặc cái này rất là đẹp. Đúng rồi. Chị nào mà gầy thì các chị mặc màu sáng đây thì rất là đẹp này.
mặc màu sáng lên rất là đậm người, rất là đẹp luôn các chị gái nhá. Ai lấy trắng thì comment là trắng, để lại số điện thoại nhá. Còn hiện tại là em đang mặc mã 16 này. Còn hiện tại là em đang mặc 16 chị các chị gái nhá. Mã 16 thôi các chị ơi. 16 cộng số điện thoại cho em ạ. Ok, em gửi kết bạn rồi, ý rồi. Để lại một lát nữa em sẽ vào chấp nhận nha chị cô Ngốc Họ Phạm ạ. Cảm ơn chị cô Ngốc Họ Phạm rất là nhiều nhá. Cảm ơn chị đã ủng hộ bên nhà em ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Còn đây là mã màu trắng, chị nào lấy trắng thì comment là trắng nhá. Còn hiện tại là em đang mặc mã 16 đây các chị này. Còn hiện tại là em đang mặc mã 16 đây. Chị Hạnh Phúc Nguyễn ơi, lấy màu trắng đi ạ. À? Lấy màu trắng thì chị có comment cả màu trắng nhá. Chị Hạnh Phúc Nguyễn ơi, lấy màu trắng thì chị comment là trắng cộng số điện thoại cho em nhá. Nhắn tin kèm số điện thoại cho em nha. Quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ khá là muộn rồi. Bây giờ cũng là 10 giờ hơn rồi. Nhà em xin phép được kết thúc live ở đây nhé các chị nhá. Nhà em xin phép được kết thúc live ở đây ạ. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chào tạm biệt mọi người ạ.